villain này, rồi phần lớn châu Phi là không có dữ liệu về bệnh ha. Việt Nam thì thuộc cái nước có tỷ lệ mắc bệnh là khoảng 1% nhá. Hiện tại thì Việt Nam có hơn 1 triệu người mắc gút, còn trên thế giới, số lượng trên thế giới là khoảng 14,3 triệu người, và người ta ước tính đến, nó đã xảy ra rồi á, đến năm 2020 là 17,7 triệu người, và thực tế là con số đó nó cao hơn con số ước tính nha. Rồi, thì cái bệnh gút là cái bệnh viêm khớp thường gặp tại Mỹ. Mình thấy là cái bệnh thoái hóa khớp là gặp nhiều nhất này, 26,9%, gút là 8,3%, viêm khớp dạng thấp là 1,5% ha. Bệnh này nó là một trong những cái bệnh khớp nặng ở trong cái cộng đồng ở Mỹ á, ha. Số lượng người mắc cái con số này là triệu người nha, số lượng người mắc gút là 8,3 triệu người ha. Rồi, tỷ lệ cái dịch tễ gút ở Việt Nam thì nãy mình có nói đó, hồi năm 78 đến 89 á, thì số lượng người mắc gút ở Việt Nam là tầm độ khoảng 1% thôi. Nhưng mà hiện tại tới năm 2020 là tỷ lệ nó đã lên tới khoảng 10% rồi. Tức là dân số Việt Nam bữa nay là khoảng 100 triệu người đúng không? Đó. Thì cũng đâu có tới ta. Hiện tại là mình có khoảng độ hơn 1 triệu người mắc gút thôi. Thì con số mình tính tổng chung dân số vẫn là 1%. Mình là 100 triệu dân, 1% thì mới là 1 triệu người. Con số trên tài liệu nó tích cự gì kỳ quá à. Đúng không lớp? 100 triệu dân mà mình có 1 triệu người mắc thôi thì là 1% chứ. Có thấy cô nhân chia đúng không? Đang đau đầu không biết nhân chia đúng không. Nói chung là tài liệu nói chung tài liệu nó bị sai rồi ha. Nói chung là hiện tại mình có khoảng 1 triệu người mắc gút, mà dân số của mình là 100 triệu, gần 100 triệu người, thì số lượng người mắc gút của mình chỉ là 1% thôi, cũng thuộc cái top thấp của thế giới. Còn cái 10,6% này nó là cái con số nhập viện của các bệnh viện Bạch Mai á, chứ không phải là con số chung đâu, tài liệu này nó không cùng rồi. Nhưng mà 96% trong những cái con số những người bị nhiễm gút này là nam giới nha. Và ở trong cái lứa tuổi là 40 tuổi. Và đa phần là trong độ tuổi lao động. 50% những bệnh nhân gút nó có kèm theo những bệnh như là tăng huyết áp hay là rối loạn chuyển hóa khác. Đó. Thì định nghĩa bệnh gút, là bệnh viêm khớp do cái sự gia tăng của cái axit uric trong máu. Viêm khớp gây lắng đọng cái tinh thể axit uric trong cơ thể ha. Gây đau đớn các khớp nha. Đó. Thì đây cái hình ảnh này là cái hình ảnh tinh thể của cái mũi urat, người ta soi cái dưới cái kính hiển vi này đen á, là người ta thấy những cái tinh thể nó phát sáng này, mình thấy cái tinh thể luôn. Thì đây là cái tinh thể mũi urat nha. Thì cái axit uric á, nó được tạo từ cái thức ăn có chứa nhiều nhân purin này. Nguyên nhân gây gút thì gây tăng axit uric là nó sẽ có nguyên nhân là gây tăng sản xuất. Tăng sản xuất là thứ nhất, mình tăng cái nguyên liệu nhập vào, giống như mình ăn nhiều hơn, ăn nhiều cái thức ăn chứa purin thì nó sẽ sản xuất ra nhiều axit uric hơn ha. Rồi gia tăng chuyển hóa tế bào cũng sẽ sinh ra nhiều axit uric. Hoặc là bị thiếu máu tán huyết á, những người mà bị thiếu máu mà nó cứ vỡ cái hồng cầu ra ha, thì khi mà hồng cầu nó bị vỡ á, là nó cũng sẽ sinh ra nhiều axit uric nha. Rồi nguyên nhân thứ hai á, là giảm giải trừ của cái thận ha. Thì những người bị suy thận này, rồi bị giảm phân hủy axit uric trong phân này, rồi cái thuốc mà nó gây giảm thải axit uric qua nước tiểu đều làm nó giữ cái axit uric lại ở trong người ha. Hoặc là những nguyên nhân nó phối hợp cả hai, như là uống rượu bia nước ngọt thì đói nhiều là phối hợp cả nguyên nhân tăng sản xuất và giảm thải trừ luôn nha. Đó là những nguyên nhân gây tăng axit uric trong máu. Rồi,
bệnh gút á, nguyên nhân gây bệnh gút thì mình phân ra thành hai cái nguyên nhân chính. Nguyên nhân đầu tiên là nguyên nhân nguyên phát chiếm tới 95% nha. Thì trong đó đa phần là do không vô căn, do chế độ ăn uống á, béo phì, do chế độ ăn uống nhiều purin như là ăn tôm, ăn nội tạng động vật, lòng đỏ, trứng gà, nấm. Đó. Rồi 10 trong cái nguyên nhân mà nguyên phát này thì có khoảng 10% là do di truyền, như là thiếu men D6BD, thiếu men DHPR, nói chung là thiếu những cái men bẩm sinh á ha, nó làm cho bệnh nhân bị tán huyết. Rồi 5% nguyên nhân, trong tổng số những nguyên nhân còn lại là nguyên nhân thứ phát, tức là nó phát sinh sau một cái bệnh nào đó ha. Thì ví dụ như là những nguyên nhân mà về huyết học, như là bệnh nhân bị ung thư ha, ung thư máu này, đa hồng cầu này, hoặc là bệnh leukemia này ha, những cái bệnh về thận như là viêm cầu thận, rồi suy thận, những nguyên nhân do thai kỳ ha, mang thai cũng có thể làm tăng axit uric trong máu, rồi có thể bị những cái rối loạn chuyển hóa phối hợp như là bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn lipid máu, nó sẽ làm tăng axit uric kèm theo ha. Rồi những người bị suy tuyến giáp, rồi suy tuyến cận giáp, gan nhiễm mỡ, cũng có thể làm gan nhiễm glycogen chứ, cũng có thể làm tăng axit uric kèm theo ha. Một số thuốc có thể làm tăng axit uric như là những thuốc lợi tiểu ha. Những thuốc mà những người mà dùng aspirin, aspirin liều thấp chẳng hạn, như là những người mà bị nhồi máu cơ tim, thiếu máu cơ tim, hay là tai biến mạch máu não, người ta phải dùng phòng ngừa aspirin để chống đông máu á, thì những người đó cũng sẽ có nguy cơ là tăng axit uric ha. Một số thuốc để điều trị ung thư hoặc là thuốc ung thư như là cái thuốc hóa chất hóa trị á, hay là thuốc phóng xạ cũng đều gây tăng axit uric, hoặc là những thuốc kháng lao cũng gây tăng axit uric nha. Một số nguyên nhân khác như là tăng axit uric thoáng qua trong cái ngộ độc rượu, hay là trong gắng sức á, gắng sức nó gây hủy cơ á, nó cũng có thể làm tăng axit uric luôn nha. Rồi yếu tố nguy cơ của những người dễ bị tăng axit uric hơn là những người nào? Nói chung nam giới á, thì sẽ bị nhiều hơn nữ giới ha. Nam giới ở độ tuổi là 40 đến 50 tuổi, còn giới tính thì cứ 10 người theo độ tuổi thì cứ 10 người trên 65 tuổi thì có một người bị gút ha. Giới tính thì nam sẽ nhiều hơn nữ ha, nữ thì chỉ có khoảng độ 20 mấy% thôi. Rồi một số người ăn nhiều những thực phẩm nhiều purin ha thì dễ bị hơn nha. Nói chung yếu tố nguy cơ là tuổi này, giới tính này, rồi cơ chế gây ra gút thì nó sẽ liên quan đến cái cơ chế bị rối loạn chuyển hóa purin ha, và hội chứng chuyển hóa. Cái purin ấy nó là cái nhân axit amin, tức là thành phần nó là đạm á, mọi người ăn protein tức là đạm đúng không, thì đạm đấy nó sẽ được cấu tạo bởi các axit amin. Các axit amin đấy nó sẽ có cấu tạo là nhân purin và nhân pyrin. Thì cái nhân purin là cái nhân mà cấu tạo nó phức tạp ha, nó khó chuyển hóa. Thì khi mà nó vô trong cơ thể đó, cái nhân purin đó thì bình thường nó sẽ phải được cắt nhỏ ra thành axit amin và được chuyển hóa trong cơ thể, được thải trừ qua thận. Thì những người mà ăn nhiều purin quá, cơ thể nó sẽ chuyển hóa không nổi, nên nó sẽ hình thành cái axit uric ha. Thì cái axit uric ấy nó sẽ tồn tại ở trong máu nhiều, nó lắng đọng lại các khớp ha. Rồi những cái người mà cân nặng nhiều ha, béo phì, khối lượng cơ giảm, thì cái chuyển hóa purin nó cũng sẽ kém hơn là những người khác ha. Nó có thể làm cho lắng những cái tinh thể axit uric ở những cái khớp gây ra bệnh gút.
Ngoài ra những cái tinh thể axit uric đấy nó có thể lắng tại thận gây tổn thương thận, lắng tại ruột gây hoại tử viêm ruột, rồi lắng tại khớp gây thoái hóa khớp, viêm khớp ha. Rồi đây là tóm tắt lại cơ chế bệnh sinh nha. Mọi người ăn thức ăn nhiều đạm, nhiều nhận cái đạm chứa nhân purin thì á cái đạm này nó sẽ được chuyển hóa thành những cái axit amin nhỏ ha. Thì cái bước chuyển hóa cuối cùng là nó thành xanthin ha. Thì cái xanthin này nó cần một cái men oxida xanthin để chuyển hóa thành cái urat. Đó. Thì cái urat này á ở người bình thường thì cái nồng độ nó từ 4 đến 6 mg trên decilit hoặc là 240 đến 360 micromol trên lít ha. Thì cái urat này nó sẽ được bài tiết qua nước tiểu ha, và bài tiết qua hệ tiêu hóa. 80% nó sẽ được bài tiết qua đường nước tiểu, còn lại 20% là bài tiết qua hệ tiêu hóa. Nếu mà cái urat này nó quá nhiều thì nó có thể lắng động tại các màng hoàng thịt của khớp gây ra hút, lắng động tại tim gây ra viêm cơ tim, rồi lắng động tại thận gây ra viêm thận. Đây là cái chỉ số axit uric nói chung nha. Còn nó sẽ có chỉ số riêng của nam và nữ. Thì cái chỉ số của nam giới là trung bình là từ 210 đến 420 micromol trên lít, còn nữ là từ khoảng 150 đến 350. Nói chung chỉ số của nữ là nó thấp hơn của nam ha. Còn trung bình của cả hai giới là 240 đến 360 nha. Nhưng mà thường trên một cái xét nghiệm là người ta đều có hai cái số cho của nam và nữ hết, chia riêng ra ha. Đó, nói chung mình nói lại này, khi mà cái tinh thể urat này nó lắng động ở cái màng hoạt tịch đó ha, nó sẽ gây kích hoạt cơ thể ha, gây viêm, huy động các hóa chất gây viêm tới nó hủy cái màng hoạt tịch này, nó tạo nên những cái cơn gút cấp, nó phóng thích nhiều chất gây viêm này ha, cái hóa chất trung gian gây viêm. Những cái hóa chất trung gian gây viêm này nó lại kích thích những cái tế bào bạch cầu được huy động tới muốn phá hủy những cái chất gây viêm này, nhưng mà nó lại thành viêm gốc nặng hơn. Nói chung nó cứ thành một cái vòng viêm ở đó mãn tính và dữ dội ha. Thì trong một cái đơn gút cấp thì bệnh nhân sẽ đau dữ dội đó. Và vì bạch cầu nó được huy động nên là bạch cầu nó cũng sẽ hơi tăng một chút. Viêm gút nó sẽ là một cái vòng tròn bệnh lý, nó cứ tái đi tái lại thì một vòng tròn vậy đó, nó có lúc tăng lúc giảm. Tại vì ha, khi bắt đầu là cái tinh thể axit uric nó được hình thành ở trong cơ thể, trong máu này tăng nhiều lên thì nó sẽ lắng động vô khớp. Sau đó cái tinh thể axit uric này hay là muối urat này nó sẽ bị bạch cầu tấn công. Đó, thì các tinh thể axit uric này nó sẽ phá hủy những cái bạch cầu này. Khi mà bạch cầu bị phá hủy nó sẽ giải thích ra, nó sẽ phóng thích ra rất nhiều cái hóa chất gây viêm ha, nên nó sẽ làm viêm khớp tại chỗ ha. Rồi khi cái hóa chất trung gian gây viêm đấy phá hủy nhiều hồng cầu bạch cầu thì cái khớp nó bắt đầu sưng đau nóng đỏ lên ha. Đó. Rồi khi mà hóa chất trung gian gây viêm đó nó phá hủy hồng cầu bạch cầu rồi thì nó sẽ làm cho cái pH ở cái vùng đó nó sẽ thấp hơn. Xong rồi nó lại vì cái hồng cầu bị phá hủy, bạch cầu bị phá hủy, nó lại sinh ra nhiều cái hóa chất trung gian nữa, nó lại sinh ra tạo ra nhiều tinh thể nữa, thế nó lại lắng đọng vô khớp, nó lại thành một cái vòng tròn ha. Nó cứ lắng đọng càng nhiều, lắng đọng nhiều mức thì nó sẽ tạo thành cái nốt nó gọi là nốt tô phi. Rồi lâm sàng của bệnh gút thì bệnh gút là điển hình là viêm khớp gút ha. Thì cái khớp đầu tiên nó sẽ viêm, nó sẽ có triệu chứng là điển hình của viêm khớp gút là sẽ là sưng nóng đỏ đau, đủ bốn tính chất sưng nóng đỏ đau đó. Thì các khớp mà bị đau, các khớp bị ảnh hưởng sẽ rất là đau ha, sưng nóng đỏ lên. Thường thì sau khi nếu mà cái đợt đầu tiên cái cơn gút cấp nó xảy ra thì sau đó có thể về bình thường, nhưng mà nếu nó đã là cái cơn mãn tính rồi thì những cái khớp đó nó vẫn cứ đau âm ỉ. Đau về lâu về dài sẽ làm cho cái khớp nó sẽ kém linh hoạt hơn ha. Nói chung là cái viêm khớp gút này nó có thể xảy ra ở tất cả các khớp ngoại biên,
À, như là khớp ngón cái, khớp bàn ngón cái, khớp cổ chân này, khớp gối này, rồi trên tay thì có thể ở khuỷu tay, cổ tay và khớp bàn ngón tay. Còn những cái khớp nhỏ nhỏ như là khớp đốt ngón gần ngón xa, hoặc là khớp khớp cột sống thì nó sẽ không có bị mấy ha, tại vì nói chung cái bao gồm nó cũng ít. Rồi lâm sàng của gút thì mình chia làm 4 giai đoạn. Giai đoạn đầu là do tăng axit uric mà nó chưa có triệu chứng, tức là mới xét nghiệm máu ra thấy axit uric tăng thôi, chứ bệnh nhân chưa có đau nhức xương khớp gì cả ha. Giai đoạn 2 là bệnh nhân bắt đầu có các cơn đau cấp tính. Đó, giai đoạn 3 là có bắt đầu tổn thương phá vị khớp, và giai đoạn 4 là gút mãn tính ha. Thì mình thấy rằng đây là cái tiến triển của cái gút này. Giai đoạn đầu á, là bệnh nhân vẫn còn đi lại được bình thường. Nói chung là mới xét nghiệm đã axit uric máu nó tăng thôi, thì bệnh nhân có thể có những cái cơn gút cấp, và cái cơn gút đấy nó có thể xuất hiện từ 1 đến 2 lần trong 1 năm thôi. Giai đoạn thứ hai là bắt đầu cái cơn gút đấy nó tấn công nhiều hơn ha, nó xâm nhập vô, thì bệnh nhân bắt đầu bị ảnh hưởng đến vận động, đi lại khó khăn hơn, và số lượng cơn gút nó có thể lớn hơn 2 lần trong 1 năm nha. Đó. Giai đoạn thứ ba là bệnh nhân bắt đầu có tổn thương khớp, bệnh nhân có thể bị ảnh hưởng đến vận động nhiều, có thể cần phải sự trợ giúp mới đi lại được, và số cơn gút là nó thường xuyên tái phát. Còn đến giai đoạn cuối cùng, gút mãn tính là bệnh nhân sẽ hạn chế khả năng đi lại, tức là có thể dùng cái dụng cụ hỗ trợ như là xe lăn các thứ thì mới đi lại được, và cái cơn gút nó sẽ thường xuyên dữ dội nhiều nha. Rồi mình sẽ phân tích sâu hơn ở các giai đoạn ha. Thì cái giai đoạn mà giai đoạn đầu lúc mà chị mới tăng axit uric thì chị triệu chứng lâm sàng nó chưa có gì nhiều thì mình sẽ không nói tới nó ha, mình sẽ nói từ cái giai đoạn mà có những cái cơn gút cấp tính ha. Thì cái gút cấp tính nó là một đợt viêm cấp tính và dữ dội, có triệu chứng là sưng nóng đỏ đau ở khớp bàn ngón chân cái. Cái triệu chứng này sẽ chiếm tới 90% trong số những bệnh nhân bị gút nha, tức là có 100 bệnh nhân bị gút thì tới 90% bệnh nhân sẽ khởi đầu đau ở khớp ngón cái. Thì cái cơn đau này nó sẽ là cơn đau đột ngột xảy ra vào ban đêm. 50% bệnh nhân thì sẽ không có triệu chứng báo trước, 50% bệnh nhân sẽ có triệu chứng báo trước, ví dụ như là trước đó một ngày hay một hai ngày mình sẽ thấy bệnh nhân có rối loạn tiêu hóa, mệt mỏi, tiểu buốt rồi sốt nhẹ vậy đó ha. Thường thì cái cơn gút cấp này nó sẽ xảy ra vào ban đêm khoảng 2-3 giờ sáng á. Bệnh nhân sẽ đau rất là dữ dội ha, càng ngày càng đau, đau đến mức mà hả, đụng vô cũng không được, đắp mền đắp chăn cũng làm cho bệnh nhân đau rất là dữ dội ha. Bệnh nhân cái cơn đau nó sẽ kéo dài đến sáng thì nó sẽ bắt đầu dịu đi, và đến đêm hôm sau thì nó lại đau lại như cũ. Một cơn gút cấp đấy nó có thể kéo dài từ một ngày, một vài ngày tới một vài tuần ha. Bệnh nhân ngoài đau khớp, bệnh nhân sẽ kèm theo là sốt, có thể lạnh run, nhiệt độ có thể từ 38 đến 39 độ ha. Nói chung bệnh nhân đau càng nhiều thì bệnh nhân sẽ sốt càng cao. Xung quanh cái khớp đau nhức ấy nó có thể có cái dấu hiệu là da nó sưng căng đỏ lên, bóng láng ha, có thể có phù nhẹ nổi những cái tĩnh mạch xung quanh á. Đó. Thì cái cơn đau gút này này thường nó sẽ khởi phát sau một bữa ăn nhiều thịt rượu, ví dụ như tối hôm trước đi nhậu thịt chó đi, về tối ngủ tới 2-3 giờ sáng lên một cơn đau cực kỳ là dữ dội ha. Đó. Hoặc là bệnh nhân có một cái chấn thương phẫu thuật trong một cái set đau động nặng, đi lại nhiều, mang giày quá chật trong cái ngày vài ngày đó, hoặc là bệnh nhân động quá ha, hoặc là một cái nhiễm khuẩn cấp, hoặc là bệnh nhân đang dùng thuốc lợi tiểu hoặc là vitamin hay là thuốc kháng viêm ha, thì nó cũng có thể là cái khởi phát một cái cơn gút cấp. Thường thì bệnh nhân bị cái cơn gút cấp tính này sau khi hết cơn thì bệnh nhân sẽ trở lại bình thường và không để lại di chứng gì cả. Nhưng mà bệnh nhân này sẽ bị tái phát nhiều lần nha, số lần, số cường, cái cường độ với lại cái số lần tái phát nó sẽ càng ngày càng ngắn dần ha. 7% bệnh nhân thì sẽ không có cái cơn gút cấp lần 2, nhưng mà đa phần thì sẽ xảy ra cơn gút lần 2
trong vòng từ 1 đến 10 năm. Và tại sao xúc động và cảm động lại gây ra cái đợt viêm của mình? Xúc động, cảm động ngoại ngữ đến cái tâm lý của bệnh nhân, mình chuyển hóa không có được tốt. Rồi thận nó cũng không có thải axit uric ra được tốt. Nói chung cơ thể nó kỳ lắm, mình xúc động, hoạt động là hoạt động thận, hoạt động tim, cái thứ nó cũng không bình thường. Rồi khi mà mình đang stress đó là cái hoạt động của thần kinh giao cảm, nó sẽ làm cho mình tăng tiết cái acetylcholine, cái noradrenaline á, gây co mạch, ha. Máu thận cái thứ nó cũng bị co lại, ảnh hưởng nha. Nó lực máu đến thận nó cũng sẽ giảm, ha. Thì thận thải trừ cũng không có được được nhiều thì nó sẽ ứ lại trong máu. Nói chung đấy là một cái cơ chế nó có ghi nhận thôi, nhưng mà nó không có chiếm số lượng nhiều đâu. Nhiều nhất vẫn là một bữa ăn nhiều thịt rượu nha. Dạ. Rồi, cái giai đoạn 3 với giai đoạn 3 thì nó là thường là kiểu như là cái giai đoạn lỡ lỡ, cấp tính là cái mãn tính. Giai đoạn 3 thì nó có cái cơn gút tái đi tái lại và khớp bắt đầu bị tổn thương. Nhưng mà nó sẽ không rõ ràng lắm. Còn cái giai đoạn 4 là cái giai đoạn gút mãn tính này. Gút mãn tính thì nó sẽ biểu hiện bằng cách là nó có những cái u cục, những cái nốt tô phi ở chỗ vùng xung quanh khớp. Thì cái gút mãn tính mình sẽ diễn tiến chậm trong nhiều năm, nó có thể có hoặc là có nhiều hoặc là ít cái đợt gút cấp ha. Cái bệnh nhân mà bị gút mãn tính này thì nó sẽ có thường có nó sẽ có triệu chứng là viêm đa khớp mãn tính, và cái lắng đọng cái tinh thể urat ở trong khớp, nên nó còn gọi là gút lắng đọng ha. Hậu quả thì bệnh nhân cái nốt tô phi đó nó là những cái cục tinh thể axit uric hoặc là muối urat ở trong cái màng khớp ha, hoặc là ở trong cái sụn khớp, gân cơ và những mô dưới da. Nói chung cái những cái nốt tô phi này khi mà nó bắt đầu xuất hiện thì nó rất là kín đáo, nó tăng kích thước dần dần ha, và nó là một cái nốt nốt không di động, hình thể thì không đều ha. Nói chung là axit uric nó thích lắng ở đâu, thích nhiều hay ít, thích to hay nhỏ là đấy là tùy nó thôi ha. Nó sẽ lắng động dần tới khi mà nó làm biến dạng phá hủy cái khớp thì thôi nha. Những cái chỗ nào xuất hiện cái nốt tô phi thì cái da nó dễ bị phá hủy, gây ra những cái lỗ loét sò, chảy những chất trắng như là phấn, hay những cái chất trắng đấy nó là cái tinh thể urat đó ha. Cái nốt tô phi thường thì nó không có mạch máu nên là ít khi nó bị nhiễm trùng, nhưng nếu mà nó đã bị nhiễm trùng thì nó rất là khó chữa nha, tại vì nó không có mạch máu mà thuốc các thứ nó không tới nơi đó được ha, cực kỳ là khó chữa. Rồi về cận lâm sàng của bệnh gút thì mình sẽ làm gì? Đầu tiên mình sẽ làm xét nghiệm công thức xét nghiệm máu trước đúng không? Xét nghiệm axit uric máu thì sẽ tăng, bạch cầu thì cũng sẽ tăng ha, VS thì có thể bình thường hoặc tăng ít, tại vì nó viêm mãn tính, cái axit uric nó không có làm tăng cái máu lắm nha. Nếu mà mình làm dịch khớp ạ, soi dịch khớp thì mình sẽ thấy dịch khớp đục, có thấy cái tinh thể urat luôn, cái tinh thể urat soi ra như cái hình trong phần định nghĩa của Cholope, nó soi dưới kính hiển vi á, sẽ thấy cái tinh thể nó phát sáng luôn. Có thể thấy bạch cầu ở trong dịch luôn nha, có thể đến 10.000, 70.000 bạch cầu trong một mét khối luôn ha. Chủ yếu là nó sẽ tăng cái bạch cầu đa nhân trung tính, có thể có tăng đường và tăng axit uric trong dịch khớp tương tự như ở trong máu luôn ha. Siêu âm khớp thì mình sẽ thấy, siêu âm khớp là mình sẽ thấy cái tinh thể urat nó lắng đọng trên cái bề mặt sụn khớp ha. Cái hình ảnh nó mô tả là cái hình ảnh là hai cái đường viền song song á ha, là cái tinh thể urat nó lắng đọng lên, nó cản cái sóng siêu âm lại, nên mình nhìn thấy hai cái đường viền rất là rõ ha,
À. Rồi X quang thì mình sẽ thấy là trong cái đợt hút cấp thì xương nó chưa có bị biến đổi thì không có thấy hình ảnh gì. Còn nếu mà hút mạnh là mình sẽ thấy hình ảnh phá hủy khớp này, hẹp khe khớp này, mọc xương thêm này, hoặc là tạo hang ở trong xương này ha. Tạo hang là do cái xương nó bị axit uric phá hủy á. Ngoài ra thì mình có thể chụp cái CT, chụp CT hai mức năng lượng ha, là để thấy cái mức độ mà bị tổn thương của cái khớp nó sẽ rõ hơn ha. Rồi thì để chẩn đoán cái bệnh gút này thì mình sẽ dựa vào những cái gì. Đầu tiên lâm sàng rất là quan trọng nha, nó phải có triệu chứng lâm sàng, là ví dụ như là gút cấp thì phải có cơn sưng nóng đỏ đau dữ dội ha, có thể sốt hay là không, nhưng mà bắt buộc phải có sưng nóng đỏ đau khớp. Rồi viêm khớp gút mạn thì phải có nốt tô phi ha, phải có phá hủy khớp nha. Rồi tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán cái bệnh gút này là phải tìm thấy cái tinh thể urat ở trong khớp hoặc là dịch khớp ha. Thì mình có thể bằng cách là soi nha, đó, soi tinh thể urat trong khớp và dịch khớp này. Cái xét nghiệm axit uric máu á thì nó chỉ làm tăng cái khả năng chẩn đoán thôi, chứ nó không phải là tiêu chuẩn vàng. Tức là nếu mà mình xét nghiệm thấy axit uric mà bệnh nhân có triệu chứng lâm sàng sưng nóng đỏ đau, thì mình có thêm một cái dữ liệu là để mình khẳng định bệnh nhân này bị gút. Còn nếu mà bệnh nhân không có triệu chứng sưng nóng đỏ đau mà axit uric tăng đơn thuần là mình không có được chẩn đoán bệnh nhân này bị gút nha. Rồi những cái cận lâm sàng quan trọng hơn như là cái lận cận lâm sàng quan trọng nhất tiêu chuẩn vàng đó là soi thấy tinh thể ha. Rồi còn lại là những tiêu chuẩn như là siêu âm hay là chụp CT hai mức năng lượng á, thì cũng là một trong những cái tiêu chuẩn mà mình áp dụng được để chẩn đoán cái bệnh này. Rồi Cô ơi, sao? cái hình nãy cô quay lại cái, dạ em thấy cái hình mà có cái ống tiêm á cô, thì cái đó là mình tiêm thuốc vô hay là mình rút cái dịch ra vậy? Mình đang rút cái khớp ra để soi á. Dạ. Này mình soi dịch khớp dưới kính hiển vi này ha. Thấy những cái tinh thể nó hình hình kim á. Cái đó mình rút ra hết luôn đúng không cô? Để cho nó Được. đừng bị sưng á. Mình rút ra hết mai nó lại sưng lại thôi. À dạ. Mình đâu có rút được hết axit uric ra, mình đâu rút được hết urat ra. Nó viêm nó tạo ra cái dịch đó, nhưng mà cái mình rút ra thì mình rút được một phần, mình rút được hết cái dịch đi nhưng mà axit uric nó vẫn còn đúng không? Rồi lát sau nó lại kích hoạt cái hệ thống gây viêm, nó lại tạo ra dịch tiếp. Mai nó lại có dịch tiếp. Dạ Vậy dạ. thôi. Nhưng mà nếu mà cái dịch đấy nó nhiều, nó chèn ép làm bệnh nhân đau đớn nhiều thì vẫn có thể rút dịch ra được. Như người ta hay áp dụng rút nhất đó là dịch khớp gối, nếu bệnh nhân bị thoái hóa khớp, viêm khớp các thứ, viêm khớp gối, tràn dịch khớp gối nhiều á, người ta cũng hay rút dịch. Nhưng mà nói chung cái phương pháp rút dịch đấy cũng không khuyến khích làm nhiều, tại vì rút ra hết bệnh nhân lại cái cơ thể nó theo cái cơ chế feedback ngược, mà em đang bình thường nó như vậy đúng không, em rút ra hết xong rồi cơ thể nó hiểu là tự nhiên đang thiếu, nó lại tiết ra càng nhiều hơn đúng không. Dạ. Rồi chẩn đoán bệnh thì mình cũng sẽ dựa vào những cái tiêu chuẩn của hội những cái hội thấp khớp ha. Nói chung bệnh gút thì nó cũng thuộc quản lý của hội thấp khớp học ha. Thì theo tiêu chuẩn ARA 577 á, thì muốn chẩn đoán bệnh thì mình sẽ đầu tiên là tìm thấy tinh thể axit uric, nói chung là tiêu chuẩn vàng ha, tìm thấy axit uric trong dịch khớp nút tăng viêm cấp ha, hoặc là tìm thấy cặn lắng của urat trong cái nốt tô phi hoặc là trong cái sỏi thận, hoặc là cái tiêu chuẩn 2, nếu mà mình không tìm được cái tinh thể đó thì mình sẽ dựa vào bệnh nhân có tiền sử chắc chắn, hoặc là quan sát được thấy hai đợt sưng nóng sưng đau cấp của một cái khớp. Nói chung tính chất là sưng đau đột ngột dữ dội, và nó sẽ hoàn toàn biến mất trong 2 tuần, hoặc là sẽ có tiền sử có một cơn đau viêm gút cấp bắt đầu ở ngón chân cái ha, ngón khớp bàn ngón cái Rồi C là có hạt hoặc nốt tô phi ở quanh khớp hoặc ở vành tai, và D là bệnh nhân có giảm đau được, nói chung thấy được cái hiệu quả khi dùng colchicine trong vòng 48 giờ.
hoàn quan sát thấy được hoặc là trong tiền sử thì bệnh nhân có 2/4 cái tiêu chuẩn của cái tiêu chuẩn 2 này cũng được chẩn đoán là gút nha. Tức là ví dụ như là mình ở một cái cơ sở mà nó không có làm được soi axit uric á, không chạm dịch khớp được thì mình dựa vào lâm sàng. Lâm sàng là một bệnh nhân có tiền sử chắc chắn đã có trên 2 đợt tiêm thuốc cấp tính chất giống gút ha. Hai là bệnh nhân có tiền sử chắc chắn hoặc là quan sát được viêm khớp ngón bàn chân cái. Ba là có hạt tô phi. Bốn là bệnh nhân có đáp ứng điều trị với colchicin trong vòng 48 giờ. Là 2/4 tiêu chuẩn đấy là mình chẩn đoán bệnh nhân bị gút được rồi. Rồi nhưng mà cái tiêu chuẩn 577 thì nó đã quá 587 thì nó đã quá cũ rồi. Thì bây giờ đa phần mọi người sẽ áp dụng theo cái tiêu chuẩn của Hội thất thuốc học Hoa Kỳ hoặc là Hội thất thuốc học châu Âu năm 2015. Thì cái này nó sẽ dựa vào cả lâm sàng và cận lâm sàng. Bệnh nhân sẽ phải có ít nhất một đợt sưng đau khớp ngoại biên, và tiêu chuẩn vàng là soi dịch khớp thấy tinh thể urat ở trong dịch. Và mình sẽ có điểm mình cộng vô ha. Đủ điểm thì chẩn đoán bệnh. Thì đây là cái tiêu chuẩn lâm sàng. Thì đầu tiên là sẽ cái loại khớp sưng đau. Ví dụ như bệnh nhân sưng đau ở khớp bàn ngón cái thì được 2 điểm. Mà sưng đau ở các khớp bàn chân, các khớp bàn khác, ở cổ chân thì được 1 điểm thôi. Nếu mà bệnh nhân cái triệu chứng trong cơn gấp có đỏ thì được 1 điểm. Đau dữ dội không chạm vào được thì được 2 điểm. Mà giới hạn vận động thì được 3 điểm ha. Rồi, thời gian của cơn gút cấp. Thời gian cơn đạt cường độ đau tối đa trong vòng 24 giờ thì được 1 điểm. Các triệu chứng thuyên giảm trong vòng 2 tuần thì được 2 điểm. Và hoàn toàn không có triệu chứng gì giữa hai đợt cấp. Nếu bệnh nhân có nốt tô phi thì được 4 điểm. Rồi, tiêu chuẩn cận lâm sàng thì nó sẽ bao gồm là xét nghiệm axit uric máu. Nếu mà cái nồng độ của nó mà dưới 4mg trên decilit thì trừ mất 4 điểm. Nó có tiêu chuẩn trừ nữa. Còn nếu mà tiêu chuẩn nó cao ha, nó sẽ có mức 6 đến 8, 8 đến 10 hoặc lớn hơn 10 thì sẽ là 2, 3 hoặc 4 điểm nha. Nếu mà bệnh nhân không soi dịch khớp mà không có tinh thể urat thì bệnh nhân này sẽ bị trừ mất 2 điểm ha. Tức là những cái tiêu chuẩn đấy nó sẽ làm cho cái chẩn đoán của mình sẽ không chắc chắn hơn ha. Bệnh nhân mà không có những triệu chứng đó là mình phải nghĩ đến bệnh khác trước ha. Rồi siêu âm khớp thì mình sẽ thấy dấu hiệu viền đôi trên cái bề mặt sụn khớp á thì được 4 điểm. Còn X quang khớp thấy hình ảnh khuyết xương, hủy xương thì được 4 điểm nữa. Nói chung là tổng điểm của cái lâm sàng và cận lâm sàng nếu mà lớn hơn hoặc bằng 8 điểm thì mình chẩn đoán xác định bệnh nhân này bị gút nha. Nói chung khi mà mọi người đi lâm sàng, mọi người chẩn đoán gút là giờ mọi người sẽ dựa vào những cái tiêu chuẩn này không à? Nếu mà bệnh viện hoặc cái nơi mình làm nó có điều kiện để làm soi dịch khớp thì mình sẽ chẩn đoán theo tiêu chuẩn ELA. Còn nếu mà không có điều kiện làm thì mình sẽ chẩn đoán theo tiêu chuẩn ANA 1987 ha. Rồi chẩn đoán phân biệt bệnh gút thì mình sẽ phân biệt với cái bệnh gì? Đầu tiên là chẩn đoán phân biệt với viêm khớp tinh thể ha. Nó cũng gần giống gút đấy, nhưng mà thay vì lắng động gút là lắng động axit uric, lắng động vôi hóa cái sụn khớp thôi, hoặc là viêm khớp do cái gì đó tăng thai ha. Nói chung là triệu chứng nó cũng gần giống gút, cũng lắng động đó. Rồi thứ hai là cái viêm khớp nhiễm trùng, mình cũng sẽ có triệu chứng sốt đau từng dữ dội. Cái khớp đó rồi bệnh cầu cũng tăng, rồi CA cũng tăng luôn. Mình nói tiếp tới tiêu chuẩn chẩn đoán ha. Nãy cô nói xong cái phần tiêu chuẩn chẩn đoán theo cái Hiệp hội Thất thuốc học châu Âu là năm 2015 là phải tổng cộng được hơn lớn hơn bằng 8 điểm thì mình chẩn đoán xác định bệnh nhân này bị gút. Nhưng mà cái tiêu chuẩn này cũng khó là áp dụng phổ biến rộng rãi, tại vì không phải chỗ nào cũng làm được soi dịch khớp nha. Rồi chẩn đoán phân biệt thì bệnh này mình sẽ chẩn đoán phân biệt với viêm khớp tinh thể. Ngoài cái axit uric ra thì có một số cái bệnh khác nó cũng có thể làm lắng động những cái tinh thể ở trong khớp, ví dụ như là viêm khớp vôi hóa sụn á,
vôi hóa sụn khớp á, nó cũng lắng đọng cái canxi ở trong cái sụn khớp làm gây viêm khớp, rồi lắng đọng cái hydroapatite á cũng gây viêm khớp nha. Rồi viêm khớp nhiễm trùng là bệnh nhân bị nhiễm khuẩn ở trong cái dịch khớp á ha, thì cũng gây ra triệu chứng là sốt này, rồi sưng nóng đỏ đau này, rồi bạch cầu tăng cao này ha. Ngoài ra thì viêm thoái hóa khớp gối mà sung huyết á thì cũng gây ra viêm sưng nóng đỏ đau luôn ha. Một số bệnh khác như là viêm khớp dạng thấp ha, cũng cần chẩn đoán phân biệt, nhất là nếu mà cái khớp bị thấp ấy, nó lại ở cái bàn chân giống cái vị trí khởi phát của cái khớp ha. Nhất là xảy ra ở nam nữa thì cũng sẽ hơi khó phân biệt một chút nếu mà mình không làm xét nghiệm kiểu giống như là viêm khớp dạng thấp như bài hôm trước mình học là phải xét nghiệm yếu tố thấp đúng không? Rồi biến chứng của viêm khớp dạng thấp, biến chứng của gút thì sẽ gồm cái gì? Đầu tiên thì cũng như viêm khớp dạng thấp đó là bị biến dạng khớp ha. Khớp nó sẽ bị phá hủy dẫn tới bị biến dạng khớp và tàn tật. Thứ hai là nó sẽ gây viêm thận, sỏi thận và suy thận. Rồi tinh thể axit uric có thể lắng đọng ở tim gây nhồi máu cơ tim. Và cuối cùng là nó có thể dẫn tới tăng huyết áp. Rồi lớp mình học luôn phần y học cổ truyền với điều trị xong rồi mình nghỉ sớm hay là mình nghỉ giải lao? Học luôn đi cô ơi. Rồi học luôn đi. Dạ học luôn nghỉ cô ơi. Rồi nghỉ được 5-10 phút rồi thì mình học luôn ha. Rồi về y học cổ truyền của bệnh gút á ha, thì y học cổ truyền của mình không có cái tên bệnh là gút nha. Nhưng mà cái triệu chứng mà mô tả là sưng nóng đỏ đau dữ dội á thì nó được mô tả đầu tiên ở trong sách của Chu Đan Khê, gọi là Đan Khê Tâm Pháp ha, với cái tên gọi là Khống Phong. Ngoài ra thì nó còn được gọi với tên là Lịch Tiết Phong hoặc là Bạch Hổ Lịch Tiết Phong. Chứng Thống Phong này nó còn được mô tả trong những triệu chứng của chứng tí mà thể phong hàn thấp tí hoặc là hàn tí hoặc thấp tí ha. Rút về luôn đi con. Rồi ai chưa tắt mic dùng cô nha. Xin lỗi cô quên. Rồi về nguyên nhân bệnh sinh của bệnh gút á thì bệnh gút là cái bệnh thống phong á, nó được định nghĩa là do cái nguyên nhân là do ba loại nguyên nhân ha. Là đầu tiên là ngoại nhân bao gồm phong hàn thấp nhiệt á, nó thừa lúc cái chính khí cơ thể hư tổn ha, cái ngoại vệ nó bất cố nên nó xâm phạm được vào kinh mạch á, kèm theo là cái công năng thăng thanh đáng trọng của cái tạng thận và tỳ bị rối loạn, làm cho cái thấp chặt nó bị ứ đọng ở bên trong á, cùng với một cái chế độ ăn nhiều đạm, uống nhiều rượu ha, nhiều đạm uống rượu làm cho cái đờm nhiệt, thấp nhiệt nó dễ phát sinh, cái đờm nhiệt tích tụ lại này ha. Đó, thấp nhiệt xâm nhập vào cơ thể gây tắc nghẽn kinh lạc, khí huyết ứ trệ tại gân khớp, làm cho khớp co duỗi khó khăn. Bệnh nhân còn có nguyên nhân là do bệnh nội thương lâu ngày, can thận bất túc hoặc là tiên thiên bất túc, giống như kiểu là di truyền ấy ha, bẩm sinh ấy nha. Thì bệnh nhân này sẽ có cái cơ địa là âm hư nội nhiệt ha, cái hư nhiệt lâu ngày nó hun đốt tân dịch, nó làm cho sinh ra đờm nhiệt ha. Đờm nhiệt đó nó cũng sẽ tích tụ lại, làm cho tích tụ lại xương khớp, gây ra các u cục ứ đọng xung quanh các khớp ở dưới da ha. Thì cái bệnh này nếu mà bệnh nó còn ở cái cân cơ thì nó còn dễ trị, bệnh mới mắc. Còn bệnh mà đã lâu rồi, tổn thương tạng phụ rồi thì nó sẽ khó điều trị hơn. Về lâm sàng thì bệnh gút được chia ra là các thể. Đầu tiên đó là thể phong thấp nhiệt ha, hay là còn gọi là thể gút cấp á. Thì gút cấp tính thuộc thể phong thấp nhiệt. Thì triệu chứng của nó sẽ là
sưng nóng đỏ đau rất là dữ dội ở một hoặc nhiều khớp, đặc biệt là ở khớp bàn ngón cái ha. À, đau dữ dội cực án luôn. À, cấp tính thường thì bệnh nhân sẽ kèm theo sốt, sợ gió, miệng khô khát, phiền táo bứt rứt không yên, tiểu vàng và tiểu vàng sẻn, tức là tiểu vàng ít ha. À, lưỡi đỏ, rêu vàng bẩn, mặt thì hoạt sát, nói chung là triệu chứng của phong thấp nhiệt ha. Rồi thể thứ hai là thể phong hàn thấp. Thể này đó là ở cái giai đoạn ổn định hoặc là mãn tính rồi, thì bệnh nhân có sưng nề, hạn chế vận động cái khớp ha, có thể có lắng động cái hạt ở cạnh khớp. Nếu mà phong tà thịnh á thì khớp sẽ có tính chất là đau di chuyển hoặc là sợ gió phát sốt. Còn nếu mà hàn tà thịnh thì đau sẽ rất là dữ dội ha, và đau cố định, gặp lạnh đau tăng, thường nóng thì dễ chịu. Còn nếu mà thấp thịnh thì cảm giác sẽ đau nặng nề ở các khớp ha, vị trí đau khớp thì sẽ cố định và có cảm giác tê bì khó chịu ở trong cơ khớp và ngoài da. Triệu chứng phong hàn thấp thì sẽ có lưỡi rêu lưỡi mỏng trắng hoặc là trắng nhớt, mạch thì huyền khẩn hoặc là nhu hoãn. Rồi mình có một thể nữa là thể đàm ứ, thì thể này nó cũng thuộc cái diện là thể bệnh ở giai đoạn ổn định. Các khớp thì sẽ sưng nặng khi xung quanh khớp cũng sưng luôn ha. Bệnh tái đi tái lại dai dẳng, đau thì đau nhẹ thôi chứ không đau dữ dội như là ở giai đoạn cấp. Nó có những cái hạt cứng ở cạnh khớp, da có thể tím, chất lưỡi bẹo rêu trắng bệnh, mạch thì huyền hoạt ha. Nói chung thể đàm thì mạch sẽ hoạt, rêu lưỡi sẽ bẩn, nặng nề, nó là tính chất của đờm. Rồi thể cuối cùng là thể can thận lưỡng hư, nó là thể mãn tính đã có biến chứng ha. Thì bệnh nhân sẽ đau khớp tái đi tái lại dai dẳng không dứt, lúc nặng lúc nhẹ. Cảm giác đau âm ỉ và di chuyển giữa các khớp, khớp nó sưng nề, hạn chế vận động, thậm chí là cái khớp nó bị biến dạng luôn. Nói chung giai đoạn mãn tính là nó đã biến dạng khớp rồi ha, kèm theo các triệu chứng của can thận như là đau lưng, mỏi gối, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, tâm quý, khí đoạn ha, chất lưỡi nhợt rêu trắng ha, lưỡi nhợt bẹo hoa rêu trắng dày, mạch thì huyền trầm tế vô lực. Nói chung đó là cái lâm sàng của gút thì mình chia làm 4 thể ha. Mình có thể cấp tính, rồi 2 thể ở giai đoạn ổn định và 1 thể ở giai đoạn mãn tính. Về điều trị thì nguyên tắc điều trị là mình sẽ điều trị dứt điểm cơn gút cấp tính bằng những cái thuốc giảm đau kháng viêm, những thuốc điều trị chủ yếu như là NSAID hoặc là colchicine hoặc là corticoid, điều trị hạ axit uric máu để dự phòng các đợt gút tái phát, điều trị những cái triệu chứng kèm theo như là rối loạn lipid, huyết áp hay là suy thận. Nói chung là khi mà mình điều trị bệnh nhân gút thì mình phải giải thích, tư vấn rất là kỹ về tình trạng bệnh lý của bệnh nhân và những bệnh kèm theo, cách phương pháp điều trị và điều trị dự phòng để bệnh nhân tuân thủ điều trị. Đa phần bệnh nhân gút điều trị không hiệu quả là do bệnh nhân không tuân thủ điều trị được, có thể là do lối sống, có thể do tính cách, có thể do công việc mà để mà những người điều trị gút nó không hiệu quả, nó cứ dai dẳng và càng nặng lên ha. Kết hợp với thay đổi lối sống và chế độ bằng cách chế độ ăn uống và sinh hoạt cũng là một cái rất là quan trọng nha. Khi điều trị bệnh nhân gút thì nhớ tầm soát những yếu tố nguy cơ tim mạch, những bệnh lý kèm theo như đái tháo đường, suy thận, rối loạn lipid, tăng huyết áp. Rồi đây là mục tiêu điều trị gút của mình ở các giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên lúc mà axit uric nó mới tăng mà chưa có triệu chứng gì cả thì mình sẽ phải điều trị giảm axit uric để ngăn ngừa bệnh gút nha. Tức là cái giai đoạn mà mới tăng axit uric thì chưa phải gọi là bị bệnh gút đâu ha, mình phải ngăn ngừa không để bị gút luôn nha. Giai đoạn 2, nếu bệnh nhân đã có những cái cơn gút cấp thì mình phải điều trị những cái cơn gút cấp này, giảm thiểu số lần tái phát, số lần biểu hiện cái đợt gút cấp ha. Giai đoạn 3,
ở giai đoạn nó có nhiều cơn gút rồi ha, hoặc là đến giai đoạn 4 là viêm khớp đã mãn tính rồi, có những nốt tô kia rồi, thì mình phải ngăn ngừa những đợt cấp, bảo tồn, ngăn ngừa biến chứng, bảo tồn được cái cấu trúc của khớp và ngăn ngừa được cái biến chứng, thì đấy là cái mục tiêu điều trị của mình ha. Mỗi giai đoạn sẽ có một cái mục tiêu điều trị khác nhau nha. Rồi, giai đoạn mà kiểm soát axit uric thì mình sẽ cố gắng duy trì cái axit uric máu dưới 6mg trên decilit ha. À, nếu mà những người mà đã có nốt tô phi hay là gút mãn tính rồi á, có như hoặc là có những đợt gút cấp rồi, thì cái axit uric máu mình phải duy trì ở mức là dưới 5mg trên decilit hay là dưới 300 mol trên lít ha. Nói chung là nếu mà bệnh nhân đang bị gút cấp á, đang viêm cấp thì mình sẽ không cho thuốc ngay, cho không cho thuốc giảm axit uric ngay, mà mình phải đợi 3 tuần sau mình mới cho ha. Khi mình cho thuốc giảm axit uric máu á, thì mình phải bắt đầu ở cái liều thấp và tăng dần tới liều điều trị liên tục và không ngắt quãng ha. Mình sẽ điều trị trong 3 đến 6 tháng để ngăn ngừa cơn gút cấp. Nói chung là phải từ 3 đến 6 tháng nó mới có tác dụng ngăn ngừa được cơn gút cấp nha. Khi mới điều trị được 2 tuần xong ngưng thì không thể nào ngăn ngừa được đâu nha. Rồi, đây là cái phác đồ để mình tiếp cận chẩn đoán và điều trị bệnh gút. Ha, phác đồ này của bệnh viện Chợ Rẫy ha. Thì nếu mà bệnh nhân vô viện có cái cơn gút cấp thì mình đánh giá mức độ nặng của cái cơn gút cấp này. Nếu bệnh nhân có viêm một khớp thôi thì mình sẽ đơn trị liệu với colchicine hoặc NSAID hoặc corticoid. Nếu bệnh nhân có kết quả điều trị đáp ứng mà nó không đầy đủ á, tức là nó có giảm nhưng mà không có hiệu quả mấy, thì mình có thể đổi loại thuốc khác hoặc là phối hợp với lại một loại thuốc khác ha. Như mình có thể phối hợp colchicine và NSAID luôn. Nếu mà bệnh nhân không có đáp ứng điều trị nữa thì mình có thể phối hợp với các thuốc sinh học, như là hôm qua mình học là cái thuốc hydroquin á ha, đó, hoặc là thuốc sulfuroleza, thì cái thuốc sulfuroleza là cái thuốc mà dùng để điều trị gút nhiều hơn này. Rồi nếu mà gút nặng ha, là cái khớp sưng đau rất là nhiều, khởi phát dữ dội ở nhiều khớp, thì bệnh nhân đấy thì bắt đầu điều trị mình phải phối hợp điều trị ngay nha, phối hợp colchicine với NSAID hoặc là phối hợp corticoid với lại colchicine. Thế nếu mà mình điều trị thành công thì mình tiếp tục điều trị đó, mình sẽ giáo dục thay đổi lối sống đó. Rồi sau khi bệnh nhân đã ổn định thì xem xét dùng thuốc axit máu để phòng ngừa những cái đợt gút cấp sau. Rồi cách lựa chọn colchicine theo cái hiệp hội thấp khớp Mỹ năm 2012, thì nếu mà bệnh nhân đang phòng ngừa gút bằng colchicine thì bệnh nhân tiếp tục điều trị cái phác đồ gút cấp này trong vòng 14 ngày đó, thì mình có thể cho bệnh nhân phối hợp thêm NSAID hoặc là corticoid. Còn nếu mà bệnh nhân chưa dùng colchicine bao giờ thì ngày đầu tiên mình sẽ cho colchicine 1mg. Sau 1 giờ thì mình cho thêm 0,5mg. Từ ngày thứ 2 trở đi mình sẽ cho colchicine 0,5mg mỗi 1 đến 3 lần một ngày ha. Nói chung là khi bệnh nhân có một cơn gút cấp thì mình nên khởi đầu điều trị colchicine trong vòng 36 tiếng nha, thì bệnh nhân sẽ cải thiện triệu chứng rất là tốt. Rồi lựa chọn điều trị corticoid theo Hiệp hội Thấp khớp học Mỹ năm 2012 thì nó sẽ phụ thuộc vào số lượng khớp bị đau. Thế nếu mà bệnh nhân đau 1 hay 2 khớp lớn thì mình sẽ dùng corticoid tiêm nội khớp, tức là dùng corticoid tại chỗ ha, thì nó sẽ có hiệu quả nhanh chóng và ngay tại chỗ, không có tác dụng phụ toàn thân. Còn nếu mà cái khớp nó đau nhiều á, thì mình sẽ dùng corticoid toàn thân, mình sẽ dùng liều là prednisolone 0,5mg, 1 cân 1 ngày, thời gian điều trị là 5 đến 10 ngày, sau đó thì ngưng.
Nói chung liều này cũng là liều thấp, không cần phải giảm dần nhiều như các loại liều cao ha. Thận trọng khi dùng corticoid là bệnh nhân phải xem bệnh nhân có đang có tình trạng nhiễm trùng hoặc là đang tăng đường huyết hay không. Nếu mà bệnh nhân đang tăng đường huyết không kiểm soát hoặc là bệnh nhân bị nhiễm trùng mà mình dùng corticoid là bệnh nhân sẽ bị suy giảm miễn dịch. Ví dụ như đang nhiễm trùng đi, bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch là bệnh nhân sẽ vô cái cơn suy hô hấp, suy như những trùng hô hấp là suy hô hấp ha, hoặc suy đa tạng, suy đa cơ quan, hoặc là suy giảm miễn dịch luôn, không có đáp ứng được với cái chuyện là điều trị nhiễm trùng. Hoặc là bệnh nhân đang tăng đường huyết không kiểm soát, dùng corticoid có thể làm tăng đường huyết nhiều hơn, làm cho bệnh nhân bị nhiễm toan sơ tôn máu, hôn mê các thứ nha. Rồi, lựa chọn thuốc kháng viêm NSAID theo ACR 2012. Thì mình sẽ dùng những cái NSAID cổ điển như là Natocen hay là Idomethacin, hoặc là những cái NSAID ức chế cốc 2 chọn lọc như là Celecoxib hay là Enterococib. Tuy nhiên thì mình không dùng những cái thuốc NSAID trên những cái bệnh nhân bị suy gan, suy thận, suy tim ha, hoặc những bệnh nhân đang dùng những thuốc kháng cái tật tiểu cầu hay là kháng đông. Rồi, nói chung là phác đồ điều trị để ngăn ngừa một cơn gút cấp thì mình sẽ cho bệnh nhân là đầu tiên bắt buộc là phải là colchicine ha, liều từ 0,6 đến 1mg một ngày. Có thể phối hợp với NSAID liều thấp hoặc là corticoid liều thấp ha. Sau cái đợt cấp này thì mình sẽ khởi động cái thuốc điều trị axit uric máu. Thì thời gian điều trị sẽ là 6 tháng đầu ha. Rồi tiếp tục mình điều trị 3 tháng nếu mà nồng độ mỏ axit uric máu đã ổn định và không có nốt tô phi. Còn nếu mà bệnh nhân có nốt tô phi thì mình sẽ phải điều trị tiếp tục 6 tháng nữa ha. Đó, mà axit uric ổn định luôn rồi thì mình mới ngừng. Rồi, gút mạn tính thì mình sẽ điều trị bằng cách là hạ axit uric máu ha. Chỉ định điều trị hạ axit uric máu khi bệnh nhân có lớn hơn hoặc bằng 2 cơn gút cấp trong vòng 1 năm, có nốt tô phi, hoặc là bệnh nhân có bệnh khớp do urat, hoặc là có sỏi thận mà do urat luôn ha. Chỉ định ở cái cơn gút đầu tiên, tức là khi bệnh nhân có cơn gút cấp, một cơn gút cấp đầu tiên, sau đó 3 tuần mình quyết định điều trị khi mà cái cơn gút đấy nó xuất hiện ở người dưới 40 tuổi, hoặc là cái axit uric máu ở cái lần đầu tiên đó mà nó đã cao hơn 8mg trên decilit, hoặc là bệnh nhân có kèm theo bệnh tăng huyết áp, bệnh tim thiếu máu cục bộ, hoặc là bệnh suy tim và suy thận nha. Đó, nói chung là chỉ định của nó rất là rõ ràng ha. Rồi, vai trò của những cái thuốc điều trị hạ axit uric máu là nó sẽ làm giảm axit uric máu ha, thì nó sẽ giúp ngăn ngừa được cái quá trình lắng đọng axit uric ở trong mô, và nó có thể làm đảo ngược được quá trình lắng đọng axit uric, tức là nó có thể làm giảm kích thước của cái hạt tô phi luôn nha. Ngoài ra nó sẽ có tác dụng làm cải thiện chức năng thận. Mục tiêu điều trị của mình là duy trì axit uric ở nồng độ 60mg trên decilit. Nếu bệnh nhân có hạt tô phi ở gút nặng các đợt cấp thường xuyên thì phải nồng độ là dưới 5mg trên decilit ha. Nói chung là không khuyến cáo hạ axit uric dưới 3mg trên decilit kéo dài nha. Mình điều trị thuốc làm sao để duy trì cái nồng độ axit uric khoảng 60mg trên decilit, và duy trì cái nồng độ này suốt đời là tốt nhất. Rồi, nãy thì cô có nói là cái axit hạ axit uric máu có tác dụng là làm đảo ngược cái quá trình lắng đọng axit uric ha. Thì người ta có những cái nghiên cứu như là của Pfizer và Rui ha, cho thấy rằng dùng thuốc hạ axit uric có thể làm giảm hoặc là biến mất cái nốt tô phi ha. Thì người ta thấy rằng thì thời gian từ lúc khởi trị thuốc hạ axit uric tới khi nốt tô phi biến mất là khoảng 21 tháng. Mình thấy cái hình rất là rõ ha. Bệnh nhân này có nhiều nốt tô phi này.
nhiều nốt protein nhỏ, mà 21 tháng sau là bệnh nhân biến mất hoàn toàn những cái nốt đó luôn. Đó. Và cái tốc độ giảm kích thước nốt protein là mỗi một tháng nó giảm được 0,57mm trên một tháng nha. Rồi. Các thuốc hạ axit uric máu thì đầu tiên đó là allopurinol ha. Thuốc này thì liều khởi đầu là 100mg một ngày. Nếu bệnh nhân có suy thận mạn giai đoạn 4 hoặc là suy thận chức năng thận tiến triển kéo dài, tiến triển kém á, mà 50mg thì mình sẽ dùng cái liều là 50mg một ngày. Cái liều mà đạt được hiệu quả tốt nhất là khoảng 300mg trên một ngày ha. À, nói chung có thể dùng liều 300mg nhưng mà liều hiệu quả tốt nhất là 300. Với những bệnh nhân suy thận thì mình phải chỉnh liều ha. Nếu độ lọc cầu thận là từ 10 đến 20ml trên phút thì liều là 200mg một ngày tối đa ha. Từ 3 đến 10 là 100mg mà nếu độ lọc cầu thận, nếu mà độ thanh thải creatinine chứ mà nó nhỏ hơn 3ml một phút á, thì phải dùng 100mg một ngày thôi và phải giãn cái liều ra ha. Nói chung khi mà dùng allopurinol á, cái nguy cơ phản ứng thuốc á, nó khá là cao, nó gây ra hội chứng Stevens-Johnson, tức là hội chứng hoại tử thượng bì do nhiễm độc thuốc á, ha. Đó là nó sẽ ra, nó sẽ hoại tử sưng đỏ lên như thế này này. Đó. Những người bệnh nhân mà chức năng thận kém thì nó sẽ làm giảm chuyển hóa allopurinol và tăng cái nguy cơ tử vong do phản ứng da với allopurinol nha. Những bệnh nhân mà có cái gen HLA-B58801 á thì nó sẽ dễ bị cái phản ứng da cho allopurinol luôn. Tức là không phải ai cũng bị đâu, những người có cái gen này thì người ta mới dễ bị ha. Rồi, cái thuốc thứ hai để hạ axit uric máu mà giờ người ta đang ứng dụng dùng nhiều hơn đó là febuxostat ha. Thuốc này thì liều là từ 40 đến 80mg một ngày. Cẩn trọng là những người có độ thanh thải creatinine dưới 30ml trên phút. Phản ứng bất lợi của thuốc là phát ban, buồn nôn, tăng men gan. Nhưng mà cái thuốc này nó ít gây dị ứng hơn là allopurinol nha. Thuốc này thì chống chỉ định với lại một số thuốc như là azathioprine hoặc là mesitorin. Đây là cái bảng so sánh giữa febuxostat với lại allopurinol ha. Nói chung là thuốc này thì đều có hiệu quả để giảm cái axit uric về cái nồng độ dưới 60mg trên decilit với cái liều là febuxostat là 380mg một ngày, còn allopurinol là 300mg một ngày. Hai thuốc thì thuốc febuxostat vừa thải trừ qua gan và thận, còn cái thuốc allopurinol thì sẽ thải trừ chủ yếu qua thận. Ví dụ như bệnh nhân nào bị suy gan, viêm gan thì mình sẽ lựa chọn allopurinol hơn ha, tại vì nó không phải ảnh hưởng đến gan. Rồi, liều lượng ha, mình cũng có nói rồi. Trên bệnh nhân suy thận thì febuxostat thì sẽ không cần điều chỉnh. Những bệnh nhân suy thận vừa và nhẹ, còn allopurinol thì cần phải điều chỉnh nha. Với bệnh nhân lớn tuổi thì febuxostat không cần điều chỉnh, còn allopurinol thì cũng cần phải chỉnh liều trên bệnh nhân lớn tuổi. Những cái phương pháp điều trị khác như là điều trị ngoại khoa ha, nếu mà nó biến dạng khớp ảnh hưởng chức năng thẩm mỹ thì mình hoặc là nó có nguy cơ nhiễm trùng khó lành, hoặc là có thể dò cái nốt tophi thì mình sẽ xem xét làm chỉ định ngoại khoa phẫu thuật ha. Phẫu thuật cắt bỏ những cái chỗ viêm, điều chỉnh lại cái khớp. Rồi ngoài cái điều chỉnh cái bệnh gút thì mình phải điều chỉnh những cái bệnh lý kèm theo như là tăng huyết áp, đái tháo đường, mỡ máu này, thay đổi chế độ ăn, chế độ dinh dưỡng, như là hạn chế những thức ăn nhiều purin như là nội tạng động vật này, hải sản này, đạm này. Đạm thì cố gắng duy trì ở cái mức mà nhỏ hơn 1,3 gram trên 1 kg cân nặng trên một người ha. Ví dụ như thịt thì mình sẽ duy trì là tầm độ khoảng dưới 150 gram thịt một ngày, không sử dụng những cái thứ có chất cồn như rượu bia, không dùng cà phê, trà,
không dùng nấm ha, đó. Về điều trị y học cổ truyền thì y học cổ truyền mình có bốn thể đúng không? Thì thể cấp tính là phong khắp nhiệt tý, thì mình chuẩn đoán cái thể này dựa vào bát cương này ha. Bát cương thì mình sẽ chuẩn đoán bát cương, cái thể cấp tính là gì ha? Cấp tính thì thường nó sẽ là cấp tính của cái gút hay là cái viêm khớp dạng thấp ấy, thì là cái do nguyên nhân là phong hàn thấp nhiệt nó xâm phạm, nhưng mà nó muốn xâm phạm thì đều phải trên một cái nền là chính khí suy đúng không, mà ngoại vệ bất cố thì nó mới xâm phạm được. Nên là với những cái bệnh nhân mà bị gút hay viêm khớp dạng thấp ấy, thì dù nó là có thể cấp tính thì nó vẫn có một cái trên một cái nền lý tư nha mọi người. Nên là với cái thể cấp tính, dù cấp tính đi chăng nữa thì cái bát cương của nó vẫn là biểu lý tương kiêm, tức là vừa có bệnh ở biểu mà vừa có biểu hiện ở lý ha, và thực nhiệt nha, biểu lý tương kiêm và thực nhiệt. Chẩn đoán kinh lạc thì bệnh này nó sẽ ở tại cân cơ và kinh lạc. Chẩn đoán nguyên nhân thì do ngoại nhân và bất nội ngoại nhân ha. Ngoại nhân là do phong hàn thấp, còn bất nội ngoại nhân là do chính khí hư lâu ngày ha, kiểu vậy nha. Phát trị thì sẽ là thanh lợi thấp nhiệt, tiêu thũng và chỉ thống. Phương dược mình sẽ dùng bài tuyên tí thang hợp tam diệu thang, hoặc là bạch hổ quế chi thang, hoặc là tứ diệu thang ha. Nếu mà cái nốt thấp, cái nốt tô phi nó sưng đỏ thì mình sẽ ra thêm đơn bì sinh địa và xích thược. Đây là bài tuyên tí thang hợp với tam diệu thang ha. Thì mình có thương chuột, ngưu tất, hoạt thạch, hoàng bá, tỳ giải, ý dĩ, thi thiên thảo, liên kiều ha. Thì đây là những cái vị thuốc mà để thanh thấp nhiệt này ha, rồi chỉ thống này ha. Đó. Rồi bài tứ diệu thang là gồm thương chuột, hoàng bá, ngưu tất và ý dĩ. Bài bạch hổ quế chi thang thì mình sẽ dùng thạch cao, chi mẫu, quế chi, cam thảo và ngạnh nghễ, ra thêm với lại hoàng bá, thương chuột, kim ngân, tang chi và phòng kỷ. Nói chung bài này là để thanh trừ thấp nhiệt ha. Mình có thạch cao làm quân này ha. Trừ nhiệt thịnh, rồi mình dùng hoàng bá với thương chuột. Hoàng bá là thanh nhiệt giải độc ha, thương chuột là để lý khí, trừ đờm, ôn trung hóa đờm, rồi kim ngân là thanh nhiệt giải độc nha. Nãy cô có nói là nếu mà bệnh nhân mà có nốt tô phi sưng đỏ thì mình sẽ ra thêm đơn bì sinh địa và xích thược ha. Rồi ngoài cái thuốc uống trong thì mình có thể làm cái thuốc bôi ngoài, thì mình có thể làm cái cao bôi ngoài như là cao kim hoàng tán. Thì mình sẽ dùng đại hoàng, hoàng bá, hương hoàng, bạch chỉ, nam tinh, trần vì, thương chuột, hậu phác, cam thảo và thiên hoa phấn. Mình nghiền bột trộn với vaseline tạo thành cao, đắp ở cái khớp sưng đau 1 đến 2 lần một ngày. Ngoài cái thuốc đắp thì mình có thể làm thuốc xông và ngâm. Thì thuốc xông ngâm mình sẽ dùng hạt mã tiền, bán hạ, hải diệp, hồng hoa, hạt vương bất lưu hành, đại hoàng, rồi hành tươi dùng cả rễ. Mình đun lấy nước ha, xông trước, sau đó là nó ấm ấm, nước ấm ấm thì ngâm khớp. Mình sẽ ngâm 1-2 lần một ngày ha, liệu trình khoảng 7 ngày. Rồi châm cứu, tùy theo cái vùng mà, tùy theo tình trạng bệnh lý và tùy theo vùng đau mà mình sẽ chọn công thức huyệt cho phù hợp ha. Đó, thì ví dụ như bệnh nhân đau vùng vai thì mình sẽ châm kiên ngung, kiên trinh, kiên tĩnh, tí nhu và a thị huyệt. Nói chung là cứ chỗ nào đau thì châm chỗ đó. Tủ tay thì ngoài a thị huyệt ra mình sẽ châm thêm hợp cốc, khúc trì, cổ tam lý và xích trạch. Cổ tay thì mình sẽ châm những cái huyệt ở tại cổ
tay như là dương trì, ngoại quan, hợp cốc, a thị ha, khớp gối thì châm tất nhãn, dương lăng tuyền, phúc tuyền, a thị huyệt. Cổ chân thì mình sẽ châm trung phong, côn lôn, đại khê, ủy trung ha, tuyệt cốt đó, bàn ngón, khớp đau khớp bàn ngón cái á, mình sẽ châm thái xung với thái bạch ha, và a thị huyệt nha. Rồi về cái chỉ ha, đó thì cái chỉ thì nó có sẽ tác dụng nhẹ nhàng hơn, mọi người chắc biết cái chỉ rồi ha. Cái chỉ là mình cấy cái chỉ cắt hút vô cái huyệt đó, mỗi lần cấy thì nó sẽ có tác dụng trong vòng từ 7 đến 15 ngày, tùy cái thời gian mà cái chỉ đó nó tiêu đi ha. Đó, khi mà chỉ nó tiêu đi thì mình sẽ tiến hành cái chỉ liệu trình tiếp theo nha. Thì tùy vị trí mình sẽ chọn cái huyệt cho phù hợp. Ví dụ như khớp vai thì mình sẽ cấy kiên ngung, kiên trinh, tín nhu. Khớp khỉu thì cấy hợp cốc, phúc trì, phụ tâm lý. Cổ tay thì cấy dương trì, ngoại quan, hợp cốc. Đau khớp gối thì cấy tất nhã, phúc huyền, dương lăng. Đau cổ chân thì cấy trung phong, cô lôn và cư hữu. Đau khớp bàn ngón cái thì thấy cấy thái xung, thái bạch ha. Xoa bóp bấm huyệt thì mình sẽ dùng những cái phương pháp sát xoa dây về bấm các huyệt ở xung quanh những cái vùng bị đau á, kết hợp với vận động nhẹ nhàng nha. Rồi thể phong hàn thấp thì chẩn đoán bát cương thì sẽ là biểu lý tương kiêm và hư trung hiệp thực hàn. Cái thể phong hàn thấp này nó là thể ổn định ha. Thì nó sẽ có đang biểu hiện đau thì nó là có biểu hiện biểu này, rồi bệnh lâu ngày lý này ha, có hư bệnh lâu ngày có hư, rồi bệnh đang đau là có thực, và thể phong hàn nên thể chủ yếu nó sẽ là hàn ha. Chẩn đoán kinh lạc, bệnh cũng sẽ tại thân cơ, cốt tiết và kinh lạc. Ngoài ra có thể có thêm biểu hiện của tạ tỳ ha. Chẩn đoán nguyên nhân là ngoại nhân và bất nội ngoại nhân. Pháp điều trị là khu phong tán hàn trừ thấp, không lạc chỉ thống. Bài thuốc thì mình sẽ dùng bài ý dĩ nhân thang. Nếu mà hàn tả thắng thì mình dùng ôn đầu ô đầu thang ha, hoặc là mình dùng bài ngũ tích tán. Rồi bài ô đầu thang gồm phụ tử, ma hoàng, bạch thược, hoàng kỳ, phục linh, lá sắc kê và cam thảo. Thì bài này mình dùng phụ tử làm quân, phụ tử hay còn gọi là ô đầu đó, thì nó có tác dụng là bộ hỏa trợ dương trục hàn tà. Ma hoàng là để phát hãn giải biểu, bạch thược là liễm âm dưỡng huyết chỉ thống ha. Lá sa kê là để trừ đàm thấp, phục tinh là để lợi trụy thận thấp. Bài ngũ tích tán là bao gồm can khương, nhục quế làm quân, có tác dụng là ôn trung trục hàn thông mạch, ôn lý thử hàn. Ma hoàng thì phát hãn giải biểu, lương quy sinh cung là lương huyết phạt huyết chỉ thống, bạch thược là chấn thống giải biểu, thương chuột là ôn trung hóa đờm, tần giao là trừ phong thấp, hậu phát lý khí tiện tỳ ha, trần bì cũng lý khí tiện tỳ luôn, bán hạ là hóa đờm trừ thấp, phục linh là lý khí hóa đờm ha, bạch thược dưỡng huyết chỉ thống. Nói chung là bài thuốc này phối hợp rất là nhiều vị thuốc, có tác dụng chính là để ôn trung tán hàn trừ thấp chỉ thống. Rồi bài ý dĩ nhân thang thì dùng ý dĩ 30g hay làm quân nha, cộng thêm những cái vị đương quy bạch thược để bổ huyết dưỡng huyết ha. Rồi quế chi là ôn thông kinh mạch này, bạch thuật lý khí tiện tỳ trừ thấp. Rồi đối với cái thể phong hàn á, thì cái phương pháp làm thuốc ngâm sông hay là châm cứu, xoa bóp bấm huyệt, điện châm, cái chỉ thì nó cũng sẽ giống với cái thể phong nhiệt. Rồi thể đàm ứ, chẩn đoán bệnh thì cũng là biểu lý tương kim, kim chư hư trung kịp thực ha. Và cái này nó có thể không rõ hàn hoặc nhiệt nha,
nếu mà đàm ứ lâu ngày nó hóa nhiệt á, nó kích nhiệt chúng thành đàm nhiệt thì có thể là biểu hiện là nhiệt ha, còn không thì nó cũng không rõ hàm nhiệt đâu. Rồi bệnh tại phân cơ kinh lạc và thì vị chẩn đoán nguyên nhân cũng là ngoại nhân và mức độ ngoại nhân ha. Các chị sẽ là hoạt huyết hóa ứ, hóa đờm tán kết và kiện tỳ ha. Đó, bài thuốc sẽ là đào nhân ẩm hợp nhị trần thang. Thì bài thuốc này mình sẽ hợp từ bài nhị trần thang. Nhị trần thang gồm bán hạ, trần bì, phục linh, tam thảo ha. Cộng thêm cái nhị trần thang là để kiện tỳ trừ thấp ha, hóa đờm. Còn đào nhân lương quy hồng hoa xuyên khung là để bổ huyết hoạt huyết thông kinh hoạt lạc ha. Đó. Dùng thuốc dùng ngoài như là sông châm cứu thấy chỉ thì cũng giống với thể thấp nhiệt ha. Rồi thể cuối cùng là thể can thận lưỡng hư. Thể can thận lưỡng hư thì mình chẩn đoán tác cương gồm biểu lý tương kim và hư. Bệnh nhân này nó có thể không rõ ràng là hàn hay là nhiệt ha. Nếu mà can thận âm hư nhiều, hư nhiệt nó nhiều thì có thể biểu hiện là nhiệt. Còn nếu mà nó đã đến mức mà thận dương hư rồi thì nó có thể biểu hiện hàn. Chẩn đoán tạng phủ thì bệnh tại căn cơ cốt tiết và tạng can thận. Nguyên nhân là bất nội ngoại nhân phối hợp với lại ngoại nhân. Các trị là tư bổ can thận, trừ phong thấp, hoạt lạc và trị thống. Phương dược thì dùng độc hoạt tam ký sinh ra giảm, hình da với lá sa kê 20-30g, hoặc là dùng bài bổ thận la da lá sa kê, hoặc là mình sẽ dùng độc vị lá sa kê 50g thôi. Nếu mà có điều kiện có thể phối hợp với lại lục vị nếu bệnh nhân bị âm hư, mà có thể phối hợp với bát vị nếu bệnh nhân bị thận dương hư. Rồi, bài độc hoạt tam ký sinh gồm, bữa giờ mình học rồi ha, nhiều rồi. Mình có độc hoạt tế tân làm quân ha, để khử phong thấp, tán hàn, hành khí tại biểu khai chiếu. Mình dùng địa đương quy là để giữ huyết hoạt huyết, bổ huyết, bổ can thận. Xuyên khung là hành khí hoạt huyết, trị thống. Phòng phong là khu phong, tán hàn trừ thấp ha, tam ký sinh cũng trừ thấp. Thanh nhiệt như tất, thanh nhiệt trừ thấp này, tần giao trừ phong thấp, thư cân hoạt lạc, quế chi ôn thông kinh mạch ha. Đó, phụ tử là ôn trừ phong thấp. Bài bổ can thận thì sẽ gồm đương quy, hoài sơn, phục địa, trạch tả, xài hồ, hà thủ ô, thảo quyết minh ha. Mình cũng có thể ra với lá sa kê 20-30g. Thể can thận lưỡng hư mình dùng thuốc sông ngoài giống với lại thể phong thấp nhiệt. Điện châm thì ngoài những cái châm, những cái huyệt tại chỗ giống cái thể phong thấp nhiệt thì mình có thể châm thêm những cái huyệt toàn thân như là can du, thận du, thái xung, thái khê. Mình lưu kim 20-30 phút ha. Đó, ngày một liệu trình là từ 15-20 ngày. Tấy chỉ hay xoa bóp bấm huyệt cũng sẽ giống với thể phong thấp nhiệt luôn nha. Rồi nói chung là viêm khớp dạng thấp, bệnh gút là nên điều trị dự phòng bằng cách kiểm soát axit uric máu, làm sao duy trì cái nồng độ axit uric máu ở ngưỡng dưới 6mg trên decilit bằng cái chế độ ăn và sinh hoạt, bằng thuốc hạ axit uric máu như là allopurinol hoặc là febuxostat ha. Những thực phẩm giúp giảm axit uric mà mình nên ăn như là những thực phẩm giàu vitamin C, những thực phẩm trái cây mọng như là cherry, sản phẩm từ sữa, sữa hạt á ha, uống nhiều nước lọc nhất là nước khoáng. Những thực phẩm mà mình nên tránh là vì nó có nhân purin như là nội tạng động vật, hải sản có vỏ, tôm, sò điệp. Hạn chế những cái thực phẩm như là đậu Hà Lan, đậu khô, măng tây và nấm, những sản phẩm đó cũng gây tăng axit uric nha. Rồi, thất bại trong điều trị axit uric, nói chung điều trị axit uric
hiếm khi mà thành công lắm, tức là bệnh nhân bị acid uric đa phần là sẽ có những cơn gút cấp tiến triển tăng dần và tiến tới biến dạng khớp tàn tật, chứ hiếm người mà điều trị khỏi hoàn toàn. Vì thứ nhất, bệnh nhân không được tư vấn đầy đủ và đúng. Thứ hai, bệnh nhân không tuân thủ được điều trị do cái đặc thù nghề nghiệp. Bệnh nhân không hiểu được mức độ quan trọng của bệnh và bệnh nhân quá lạm dụng những thuốc giảm đau như là corticoid. Rồi, tóm tắt là mình điều trị bệnh gút là sẽ điều trị bằng Tây y, phải có thuốc colchicine là đầu tay ha. Sau đó là thuốc kháng viêm. Điều trị triệt để thì phải bằng cách là hạ acid uric máu bằng thuốc allopurinol hoặc là febuxostat ha. Nói chung là 60% bệnh nhân không kiểm soát được acid uric như mong muốn đâu. Kết hợp với điều trị y học cổ truyền thì sẽ giúp giảm cơn gút cấp nhanh chóng hơn, an toàn hơn, ít tác dụng phụ hơn, và nó những thuốc y học cổ truyền cũng giúp hạ acid uric máu. Theo nghiên cứu thì cái lá sa kê dùng liều là từ 20 đến 50 mg một ngày có tác dụng hạ acid uric máu và duy trì ở cái ngưỡng 6 mg trên decilit nha. Nên là dùng cái lá sa kê thôi là cũng có tác dụng rất là tốt rồi. Rồi. Lớp có hỏi gì không thì mình vô phần làm câu trắc nghiệm luôn. Làm câu trắc nghiệm trước xong lớp hỏi gì thì hỏi ha. Rồi câu 1. Cơ chế sinh ra bệnh gút là do lượng acid uric máu tăng cao và cái gì? Rồi ai biết trả lời câu này? Câu D. Rồi, chính xác ha. Gút là do tăng acid uric máu và lắng đọng cái tinh thể acid uric đó ở màng hoạt dịch của các khớp. Và nó sẽ kích thích những cái yếu tố gây viêm tạo nên phản ứng viêm ở các khớp ha. Rồi câu 2. Biểu hiện nào sau đây là đặc trưng của một cơn gút cấp? Cơ xe cô. Rồi chính xác. Sưng nóng đỏ đau dữ dội ngón cái kèm theo sốt cao có thể xảy ra đột ngột ha. Cái câu mà có tô phi là sai ha, tại vì cái tô phi nó là ở gút mãn tính nó mới có ha. Rồi câu 3. Bài bạch hổ quế chi thang gia giảm có được điều trị, được chỉ định điều trị gút thể nào? Thể cấp đúng không con? Thôi thể cấp, nhưng mà giờ bốn cái này chọn cái nào? Thể nhiệt nhiệt cấp cấp D, câu D. Rồi thể lịch tiết phong ha, lịch tiết phong giai đoạn cấp hay là bạch hổ lịch tiết phong? Sao? Câu nào ạ? Vậy câu nào cô? Vậy là câu B. Câu B hả? Câu B. Cái chữ lịch tiết phong giai đoạn cấp nó tương đương với chữ bạch hổ lịch tiết phong ha. Cái chữ bạch hổ nó phải bạch hổ là nó hàn, nó hàn thì nó mình giải quyết cái thở nhiệt chứ cô. Ai nói bạch hổ là hàn? Bạch hổ là từ để thể hiện cái tính cấp. Ủa, bạch tính hổ phải sao trong đó có thạch cao không? Nó có thạch cao là thạch cao là cực hàn mà nó giải thở nhiệt chứ. Thì đúng rồi, thì cái bạch hổ lịch tiết phong là để là cái viêm khớp cấp tính thể nhiệt. Là mọi người hiểu cái từ lịch tiết phong không? Lịch tiết phong là nó mô tả một cái triệu chứng khớp sưng nóng đỏ đau dữ dội tiến triển đột ngột cấp tính. Đó, tên bệnh nó là vậy luôn, và đọc tên bệnh là phải hiểu triệu chứng nó là như thế, không cần mô tả gì thêm. Ví dụ em có nói chữ nhiệt tí đi thì em cũng nó không thể hiện được tính cấp tính của cái bệnh. Đúng không? Dạ đúng rồi, em không hiểu chữ lịch tiết phong. Nói chung là cái chữ bạch hổ lịch tiết phong là viêm khớp cấp tính dữ dội, sưng nóng đỏ đau. Nó mô tả như vậy luôn, đầy đủ vậy luôn ha. Và cái điển hình nhất là một cơn gút cấp. Rồi câu 4. Bài ô đầu thang gia giảm để dùng điều trị gút thể gì? Hàng thấp tí. Có ai có trả lời câu nào khác không? Trong bài mình có nói nè, nếu hàn tà thắng thì dùng ôn đầu thang này ha. Tức là
thể chung là phong hàn thấp, nhưng nếu mà hàn tà thắng thì dùng ô đầu thang nha. Rồi vậy câu này đáp án là A nha. Rồi câu 5. Vị thuốc ma hoàng trong ngũ tích tán có vai trò gì? Câu B con. Phát hẳn giải biểu có vai trò thành. Chính xác. Rồi xong. Bài hôm nay mình xong ha. Lớp có thắc mắc câu hỏi gì không lớp? Cô ơi cho em coi. Dạ. Khi mà một bệnh nhân mà người ta bị thoái hóa khớp đó cô. Rồi. Mà mình thoái hóa khớp với lại khô dịch khớp á, mà ô cho uống cái canxi nhiều quá đó cô, thì nó có bị vôi hóa cái chỗ đó luôn không cô? Canxi mà mình dư thừa thì nó sẽ ngoài cái chuyện là nó lắng đọng ở trong thận, rồi lắng đọng ở những cái chỗ không cần thiết, thì nó có thể lắng đọng ở khớp. Vậy là thoái hóa không có uống canxi nhiều được đúng không cô? Một người bình thường cũng không uống canxi nhiều được. Nói chung là canxi chỉ vừa đủ thôi. Mọi người bị lầm tưởng cái vai trò của canxi, tức là ai cứ thấy thoái hóa đau nhức cao hơi thấp một tí cho cháu uống canxi. Trong khi canxi nó chỉ là, hôm bữa cô có giảng cho lớp rồi đó, canxi nó chỉ là hòn gạch để xây cái nhà thôi. Rồi cái những cái chất khác nó phải, nó là cái chất vận chuyển, nó là cái chất kết dính. Ví dụ như là muốn xây được cái nhà có xe, cái gạch tới chỗ cái nhà nó để xây đúng không? Không có cái xe thì mình có cung cấp bao nhiêu gạch thì nó cũng chỉ tồn tại ở đó thôi. Giống như mình uống canxi vô thì nó cũng ở trong máu, nó không vô được xương. Đấy là không có cái chất vận chuyển, tức là mình cũng không có vitamin D. Vitamin D là cái chất vận chuyển ha. Đó, uống canxi không mà không uống vitamin D là sai lầm. Rồi thứ hai là nó không có chất nền, giống như là có gạch mà không có khô nữa thì em cũng không xây được căn nhà đúng không? Đó, thì nó cũng, canxi nó có vô được xương thì nó cũng sẽ lắng động ở những cái vị trí khác thôi. Nó không xây được nhà, những người thoái hóa rồi thì ngoài cái chuyện mà người ta bị thiếu canxi loãng xương, người ta còn suy giảm cả cái chất lượng khớp, collagen, acid hyaluronic, cũng chất nền khác, collagen các thứ ha. Đó, rồi nó có những cái chất đi kèm, giống như là cái chuyển hóa canxi nó sẽ đi kèm với chuyển hóa phốt pho và magie. Nếu mà mình chỉ bổ sung canxi thôi mà mình không bổ sung phốt pho và magie thì cũng không hấp thu canxi được. Đó, nên là điều trị thoái hóa khớp hay điều trị loãng xương mà chỉ bổ sung canxi là sai lầm rất trầm trọng nha. Đến tăng chiều cao cũng vậy thôi, bị thấp mà chỉ bổ sung mỗi canxi là bệnh nhân đấy có thể vô suy thận, có thể vô sỏi thận rồi lùn rồi ấy luôn chứ không phát triển được chiều cao luôn, chứ đừng nói là sẽ cao hơn nha. Dạ dạ. Rồi bài gút này có ai hỏi gì không? Cô ấy, khi mà mình tiêm cái corticoid vào đó, rồi là nó có cứ năm nào phải đi tiêm hai lần hết hả cô? Không, nó có thể mấy tháng phải tiêm một lần đấy chứ. Tại vì cái giảm đau đấy nó sẽ bị, nó bị lờn mà. Ví dụ như đợt đầu em tiêm có thể nó có tác dụng trong vài năm, nhưng mà đợt sau nó có thể còn khoảng 6 tháng, đợt sau nữa khoảng 3 tháng. Về thì làm, nếu mà như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng đến thần mà cô đúng không? Rồi chính xác, nói chung là tiêm tại chỗ thì nó sẽ không ảnh hưởng đến thận ngay, nó cũng không ảnh hưởng đến thận nhiều. Nhưng mà cái biến chứng đầu tiên ấy là nó có thể làm gì biết không? Nó làm teo cơ, cái vùng quanh khớp, là cái vùng cơ ít sẽ làm teo cơ, teo da cái vùng xung quanh chỗ đó. Nó làm mủn, nó làm hư cái gân cơ dây chằng ở cái vùng khớp đó. Nó là dễ đứt gân cơ dây chằng hơn ha. Đó. Như vậy. Cơ ít nó là con dao hai lưỡi, không phải là cái lựa chọn đầu tay để điều trị một số bệnh, nhất là những cái bệnh viêm mãn tính. Nhưng mà có một số bệnh không có corticoid thì không thể nào sống được, chẳng hạn như là lupus ban đỏ, không có corticoid là không sống được nha. Nói chung cái bệnh đấy là bệnh bắt buộc phải phụ thuộc corticoid. Còn những bệnh như viêm khớp dạng thấp thì không có corticoid thì mình vẫn có những thuốc khác như là methotrexate này, NSAID này,
Hút đâu phải là điều trị corticoid ở đầu tay. Hút điều trị đầu tay là colchicine trong giai đoạn thấp, và trong giai đoạn mạn thì là allopurinol ha. Gút với là cái xương khớp rồi là người ta hay tiêm cái tộc corticoid đó. Cô thì nếu như tiêm vô mà như vậy thì cũng chết, mà không tiêm cũng chết rồi. Không tiêm còn nhiều phương pháp khác mà, ai bắt tiêm? Tại tự mình lựa chọn phương pháp tiêm chứ bộ. Nãy giờ cô thấy cô dạy bài điều trị này nó có nhiều phương pháp không? Corticoid chỉ là một phần trong đó thôi không? Thấy cô tóm tắt điều trị có chữ corticoid kèm theo nhỏ xíu trong đó thôi không? Trong khi điều trị giai đoạn cấp là colchicine, giai đoạn mạn là abiraterone. Cô có nhắc chữ nào đến là corticoid là đầu tay không? Tại em thấy mấy người lớn tuổi hiện giờ là cứ nghe đâu đó là đi tiêm cái đó. Tại vì mấy người đó xui xui đều phải điều trị, phải bác sĩ thích điều trị corticoid thôi. Bác sĩ bây giờ em thấy là bệnh nhân này cứ bác sĩ nào điều trị giảm đau ngay đúng không là thích, đúng chưa? Nên là bác sĩ cứ tiêm corticoid vào là bệnh nhân giảm đau ngay. Bệnh nhân đâu cần biết tác dụng phụ của corticoid là gì, đúng không? Bệnh nhân người ta đâu có hiểu biết, người ta cứ thấy thế mà bác sĩ thì ham. Mấy người điều trị ham bệnh nhân cứ phải điều trị hãng rồi hậu quả sau này tính. Mình đâu phải bác sĩ, đâu phải là người gánh cái hậu quả đó, bệnh nhân mới là người gánh cái hậu quả đó. Mốt bệnh nhân bị hoại tử xương khớp, bị hội chứng khớp sinh thì ai là người gánh? Đâu phải bác sĩ đâu. Mốt bệnh nhân mà đến mức mà hết mức điều trị rồi, không điều trị được nữa thì lại đổi tạng, bệnh của bà nặng quá. Tôi mà bó tay thì ai cũng bó tay đó, nhiều bác sĩ vậy mà. Chứ đâu phải là đấy là tiêu chuẩn vàng là bắt buộc phải điều trị đâu. Ví dụ như là bệnh nhân lupus ban đỏ đi đúng không? Bệnh nhân đó bắt buộc phải điều trị corticoid. Có đi 10 bác sĩ, có đi 100 bác sĩ thì bác sĩ cũng đo, cũng cho corticoid. Xong rồi giờ hỏi không điều trị corticoid được không? Giờ phải làm sao thì bác sĩ cũng không có cách nào khác, bắt buộc phải điều trị thì phải chấp nhận. Chứ còn gút đi bác sĩ này, bác sĩ kêu tiêm corticoid mà mình biết là tiêm không tốt thì mình thôi, mình khỏi tiêm, mình đi bác sĩ khác. Ai bắt phải đi bác sĩ đây? Tại bác sĩ đó lựa phương pháp đó chứ bộ. Là tiêm cỡ vài năm là toi thôi cô hả? Đi đó, tiêm vài năm thì biến chứng tác dụng phụ không toi, vì gút thì toi vì biến chứng. Không to vì hút thì to vì các biến chứng khác. Về mấy người lớn tuổi mà giống như đau lưng, bị đau lưng. Giờ mình có mổ được cô hả? Mổ gì? Gai cuộc sống rồi cô. Bệnh nhân thoái hóa thì như cô nói đó, bữa giờ mình học bài thoái hóa đâu không? Thoái hóa là bệnh tiến triển không thể thoái lùi, chỉ điều trị ổn định và duy trì thôi, điều trị triệu chứng. Có bao nhiêu phương pháp nữa, giờ mình học đây lựa phương pháp nào tốt nhất, ít tác dụng phụ nhất mà điều trị. Sau đó bệnh nó sẽ tiến triển nặng lên thì mình lựa điều trị theo bậc tăng tiến lên. Chứ tự nhiên nhảy sổ vô điều trị cái phương pháp bằng những cái thuốc tác dụng phụ nhiều nhất làm gì? Còn người ta mà đã bị mạn tính tám mấy 90 tuổi, hội chứng cốt sinh rồi, có những người bị hội chứng cốt sinh rồi nha, bị suy tuyến thượng thận rồi, phù rồi, mặt tròn xe, tay chân thì teo tóp loãng xương rồi, người ta phải sống phụ thuộc vào corticoid mà lúc đấy người ta mới tới mình ấy. Thì mình không thể nào mà mình can thiệp để cho người ta về đến trước khi đó được. Mình bắt buộc phải điều trị tiếp theo thôi, tức là vẫn phải dùng corticoid thôi, chứ giờ người ta sống phụ thuộc vào nó mà. Tóm lại là đừng để đến mức phụ thuộc vào corticoid. Dạ cô. Nên mới nói là phải nắm vững được cái cơ chế bệnh, hỏi tại sao người ta điều trị cái corticoid này nhiều. Tại vì người ta không nắm được cơ chế thôi, cứ nghĩ viêm là cho thuốc corticoid kháng viêm vô. Nhưng mà cơ chế gây viêm của bệnh là gì? Là tăng axit uric thì phải làm sao giảm được axit uric thì nó mới hết bệnh chứ. Giống như cái điều trị viêm khớp dạng thấp thì cơ chế là tăng yếu tố thấp, thì phải làm sao để giảm yếu tố thấp? Thì cái điều trị đầu tay của viêm khớp dạng thấp là dùng methotrexate, dùng thuốc điều trị cơ bản để ức chế cái miễn dịch, giảm cái yếu tố thấp thì bệnh nhân mới khỏi hoặc là giảm. Chứ cứ dùng kháng viêm, cứ dùng corticoid, cứ dùng giảm đau thì cũng chỉ dùng hoài vậy thôi.
Ờ, lớp hiểu vấn đề chưa? Không phải corticoid là đầu tay mà không có phương pháp nào khác đâu nha. Mọi người có người thân, bạn bè, người quen bị gút bao giờ chưa? Có rồi. Ờ, thấy điều trị, mấy người đó điều trị ổn không? Cũng không ổn lắm con, tại em có một ông anh bạn cũng đang bị gút á, mà mỗi lần bị sưng nóng lên chỗ chân á con là đi không được, cái lại nhức á, nhức mấy ngày, nhức một năm lên mấy đợt bị hả cô, tái phát hả cô? Ừ, một năm lên mấy đợt gút cấp á. Ờ, thường xuyên là hay bị lắm cô, tầm khoảng tháng hai tháng là nghe ảnh kêu là bị. Ồ, thế thì quá dữ dội rồi, điều trị không có hiệu quả gì hết trơn á. Dạ. Thì đó, bữa nay học các phương pháp điều trị nè, xem có áp dụng được cho bạn không, hỏi các bạn đang điều trị phương pháp gì, đang uống thuốc gì, chế độ ăn uống sinh hoạt làm sao nha. Đó, xong rồi mình áp dụng được phương pháp gì vô cho bạn, ví dụ như là bạn đang không ở trong đợt thuốc cấp thì bạn có uống apolumirone không ha. Nếu mà bạn rồi nồng độ axit uric của bạn là bao nhiêu, đã đạt ở cái mức duy trì chưa? Nãy cô có nói ha, mức duy trì là sao, đạt được cái mức mục tiêu là 6mg trên decilit. Nếu mà không có nốt protein, còn nếu mà đã có nốt protein hoặc là bệnh mãn tính tái phát nhiều lần, nhiều viêm nhiều khớp thì phải đạt ở mức 5mg trên decilit. Axit uric đã ở mức đó chưa? Chứ như bạn của anh mà axit uric nó cứ ở cái mức 7mg trên decilit thì tháng nó đầu 2 lần cũng đã, đúng không? Dạ. Yeah. Rồi áp dụng y học cổ truyền được gì? Có thuốc sâm, thuốc ngâm cho bạn không? Có cho bạn uống sake không? Uống lá sake rất là hiệu quả nha, trên lâm sàng. Hôm nay em về em tính học xong này em kêu bạn uống lá sake. Đúng rồi, uống lá sake độc vị cũng có tác dụng rất là tốt nha. Tức là chỉ cần uống lá sake thôi, không cần phải uống thêm gì khác. Nếu mà bệnh nhân chưa có biến chứng trên các tạng phủ, ví dụ như chưa suy gan, chưa có can thận âm hư, chưa có tỳ vị hư á, thì có thể uống độc vị lá sake thôi, cũng có hiệu quả rất là tốt. Thực tế là tươi khô cô? Tươi khô đều được, nhưng mà thường mình sẽ dùng lá khô. Lá khô á, mà lá sake khô tốt nhất ấy là cái lá mà nó vừa chưa chạm xuống mặt đất thì là tốt nhất. Vàng luôn cô. Nó rụng ở trên nó rụng xuống, xong nó trên cỏ, nó ở trên cành cây, xong mình nhặt được ấy là sẽ tốt hơn là lá sake đã rụng xuống dưới đất. Nói chung là thầy cô kêu là vậy, chứ còn thầy cô cũng chả nói cho cô biết tại sao nó lại tốt nhất nữa. Nha. Nói chung là lá sake rất là hiệu quả nha. Đó, lâm sàng rất là nhiều người đã áp dụng và có hiệu quả, nó có tác dụng giảm axit uric gần tương tự như là allopurinol luôn á. Tức là thay vì mình dùng thuốc tây đúng không? Thuốc tây cái allopurinol thì cái tác dụng phụ khá là nhiều. Dùng thì phải điều chỉnh trên người cao tuổi rồi người suy thận, suy gan đúng không? Còn cái sake thì không có cần. Ai cũng xài được hết. Cô một lá sake đó là dùng mấy lá cô không? Gam đó, từ 20 đến 50 gam. Dạ dạ. Tầm 2 lá anh Vinh ơi. Cân lên không biết. Nói chung còn lá to, lá nhỏ, còn lá khô ít, khô nhiều nữa. Rồi. Nói chung là từ 20 đến 50 gam. Thường là cô thấy là xài 40 gam là phù hợp. Nếu mà dùng độc vị á. Đó, nói chung là bài gút này có cái lá sake là áp dụng được rất là tốt này, hiệu quả rất là tốt luôn. Rồi nói chung học tối giờ chỉ nhớ cái lá sake được rồi, xong. Rồi thế nhớ lá sake dùng liều bao nhiêu trong trường hợp nào? 40 gram. 40 gram. Độc vị 40 gram. Rồi còn ra nhớ lá đừng có rụng chung đất. Cái đó là cô nói thêm thôi, chơi thôi. Cành hả, cành hả anh Hiếu? Cành nào rơi cái này? Không phải, không phải, nhưng mà cái lá sake nó rụng, nó còn vướng trên cành á. Ừ. Nói thế thôi chứ ký mấy khi kiếm được mấy cái lá đó. Chỉ cần nó rụng xuống đất mà nó không dơ là được rồi. Chắc rơi xuống dưới đất sợ dơ đó con, nên thầy mới nói vậy. Không thể. Không, thầy làm khó chơi đó, cách bắt canh chơi á.
ơi, lớp còn ai hỏi gì nữa không? Nói chung bài gút này nếu mà nó điều trị khó một phần là thứ nhất là mấy anh á lấy lý do là công việc, phải nhậu, có người không việc nhưng mà cũng phải nhậu, rồi rượu bia, thuốc lá, cà phê, ăn đồ ăn mấy ông không có bỏ được, nên là điều trị dứt điểm khó lắm. Ví dụ như là cứ đang điều trị hạ axit uric được, ví dụ như đang duy trì được cái mức 60 mg đi, tối này thì nhậu ăn bữa thịt gà, ăn bữa thịt chó, ăn bữa hải sản, phát mai nó lên 80 mg rồi, xong tối hôm sau nó đau sưng đó, thấy không? Còn nếu mà cứ duy trì được cái nồng độ axit uric nó thấp thì nó có thể làm phái triển cái nốt tô phi luôn. Mà nó nếu mà nó đã chưa có biến dạng khớp, tức là cái khớp nó chưa bị phá hủy á, thì mình có thể khôi phục hoàn toàn. Bữa giờ mình học toàn những cái bệnh không thể điều trị hoàn toàn, như là viêm khớp dạng thấp không thể điều trị hoàn toàn. Nếu mà phát hiện sớm, điều trị ngay từ đầu thì có thể là làm cho bệnh không tiến triển trên lâm sàng thôi. Chứ còn không thể dứt điểm, đúng không? Bệnh tự miễn. Rồi viêm khớp dạng thoái hóa khớp là bệnh thoái hóa, không thể quay lùi, đúng không? Chỉ duy trì hạn chế. Còn có cái bệnh gút này là bệnh có thể điều trị dứt điểm, có thể làm thoái lùi luôn. Mà nếu mà mình vẫn không áp dụng điều trị, mình vẫn không điều trị được hiệu quả cao là sao ta? Do bệnh nhân không được tư vấn điều trị cho đúng ha, bệnh nhân không nghe lời đó, nói chung nhiều nguyên nhân lắm. Rồi ráng phải điều trị cho thấy bạn. Có trường hợp cô thấy có trường hợp phải rạch ra rồi móc muối urat ra luôn á cô. Đó cái giai đoạn nhiều... đó là giai đoạn đó là khoảng bao lâu là bị hoại tử khớp cô? Tiến triển nó từ vài tháng đến vài năm. Nãy trong phần điều trị cô có nói phần ngoại khoa đó. Nếu mà cái mốc tô phi đấy nó bị loét, nó có nguy cơ nhiễm trùng thì mình cũng phải rạch. Phải phẫu thuật, mình phải rạch nó ra, hoặc là có thể làm phẫu thuật để cái tái tạo khớp luôn nếu mà nó đã phải tự nhiên, nó đã biến dạng khớp nhiều. Còn thời gian thì dĩ nhiên là tùy mỗi người thôi. Nó có thể là 10 năm. Nó nãy có phần trong phần gì chị cô có nói đó, thường diễn tiến là trong phần không ngừng 10 năm nha. Như cô nói là cái gút này điều trị được, nhưng mà ví dụ khi cái trường hợp người ta cái cục muối urat nó to quá đến mức độ người ta phải phẫu thuật đó, thì sau khi phẫu thuật rồi thì điều trị có hết được không, quay lại trạng thái ban đầu được không? Sau khi phẫu thuật mà cái khớp nó đã bị biến dạng, đã bị hoại tử, tức là cái khớp nó đã bị phá hủy rồi thì mà anh không thay khớp mới thì cái khớp tổn thương khớp nó vẫn tồn tại, anh có thể điều trị duy trì nồng độ axit uric ở mức ổn định để không phát một cái cơn gút mới, tức là nó không lắng đọng axit uric nữa, các khớp khác không bị tổn thương, khớp cũ không bị tổn thương thêm, nhưng mà cái mà tổn thương hủy hoại khớp nó vẫn còn tồn tại. Mình nếu mà anh thay thế khớp mới, chẳng hạn như khớp gối bị hỏng, anh thay khớp mới, khớp gối nhân tạo luôn thì bệnh nhân có thể hoàn toàn bình thường, không có một cơn đau nào khác nữa. Còn nếu mà những cái khớp mà anh không thay thế được, vẫn chấp nhận cái tình trạng hủy hoại khớp đó, thì bản thân cái khớp nó bị hủy hoại nó vẫn có thể gây đau. Nó đau đó là do cái khớp nó bị hủy hoại biến dạng chứ không phải đau do gút. Nếu mà anh đã điều trị ổn được cái gút, mình hiểu vấn đề không? Dạ rồi. Ủa như cái khớp là ngay khớp ngón cái đó cũng thay được khớp nhân tạo luôn không? Gút nó nằm hay nằm ngay chỗ ngón cái không à? Không. Nói chung là chả ai nghĩ ra để thay cái khớp đấy cả. Không có thừa tiền. Thay một cái khớp nhân tạo tốn tiền lắm. Thường người ta thay những cái khớp lớn nó ảnh hưởng đến cái vận động, như là khớp gối, khớp háng. Không ai đi thay khớp ngón tay, khớp ngón chân hết trơn. Tại vì thường gút nó nằm ngay chỗ đó không ạ? Đúng rồi, nhưng mà nó cũng có thể ở khớp gối, nó cũng có thể ở khớp háng. Không ai cấm nó. Thì ở khớp nào thay thế được thì thay. Còn ví dụ như là cái khớp nó tổn thương, cái khớp ngón cái đi, nó đang bắt đầu hoại tử khớp, nó đang bắt đầu phá hủy khớp, nó có nốt tô phi nó mọc nhanh ấy, thì mình có thể làm ngoại khoa phẫu thuật bỏ cái nốt tô phi đó đi, rồi điều chỉnh cái khớp nó cho nó thẳng khớp các thứ ấy,
để hạn chế cái mức tổn thương đến mức tối đa, thì bệnh nhân ấy vẫn có thể duy trì chức năng của cái khớp đó ít đau đến mức ít nhất có thể. Chứ còn nói chung là đã để đến giai đoạn mãn tính mà nốt tô phi từng lơm từng la, hoại tử khớp từng lơm từng la, thì đừng có hy vọng là nó sẽ trở lại hoàn toàn bình thường, không còn đau khớp. À, nếu mà điều trị thật là tốt thì có thể không bao giờ tái phát cơn gút nữa. Nhưng mà cái khớp đã bị tổn thương thì vẫn có thể gây đau, nhưng nó sẽ đau nhẹ nhàng kiểu viêm khớp thoái hóa khớp thôi nha, chứ không đau kiểu cấp tính của gút nha. Dạ rồi, cảm ơn cô. Nói chung là phải điều trị càng sớm càng tốt. Uống lá sa kê đi nếu mày. Uống lá sa kê từ từ đi vừa phòng trước. Bây giờ anh về anh trồng cây sa kê trước đây, đến khi mà cây sa kê lớn anh hành nghề. Cô trồng ra sa kê nhanh lắm, cô thấy trồng tập khoảng 3 tháng là to ngút ngàn rồi, tại vì nó bán một cái cây không cây nó cao cả mét rồi, nó đục vào đống lá rồi. Cái trái ăn cũng ngon lắm nha. Ờ à, đúng rồi. Trái sầu sa kê. Nhưng mà lỡ mua phải cái cây đực rồi nó chả ra trái nào luôn. Có lá là lá, không lá sa kê thôi, quả sa kê nhiều đạm lắm. Lá sa kê thôi nha, không có quả sa kê nha. Mình phải uống từ 3 đến 6 tháng mới có tác dụng nha. Ai mà bị gút thì trước khi điều trị thử đi xét nghiệm nồng độ axit uric xem là bao nhiêu, xong rồi uống liên tục trong vòng 3 tháng, xong đi xét nghiệm lại xem axit uric giảm được bao nhiêu nha. Dĩ nhiên là phải kết hợp cả chế độ ăn uống sinh hoạt, ví dụ như là bớt ăn bớt nhậu đi, chứ không phải là vừa uống lá sa kê mà một tuần nhậu 3 buổi đâu nha. Một ngày uống 30 đến 50 gram đó. Đúng rồi. Bằng đấy lá mình uống cả ngày thôi, mình thích thì mình sắc thành bát nước uống 2 lần, mình sắc đặc uống 2 lần, mà mình không thích thì mình nấu lá mình uống cả ngày. Vậy thôi. Tùy, uống kiểu gì cũng được nha. Uống á, cái vị nó nhạt nhạt. Nó không, nó dễ uống, vị nó nhạt nhạt, không đắng. Không đắng, không chua. Không cay, nói chung bị nhạt nhạt thôi. Thích thì phối hợp hơn artiso. Còn không nên pha thêm những đường hay là cái gì nha, nó lại dư đường. Đường cũng là một cái yếu tố kích thích oxy hóa của tế bào ha, tăng phá hủy khớp, phá hủy tế bào nha. Nếu thấy nhạt quá khó uống thì có thể phối hợp với cỏ ngọt. Em thấy cái artiso này nó có cái hậu ngọt nè cô. Thì đúng rồi, thì cô mới nói là phối hợp với artiso để nó có cái vị hậu ngọt, mà nó cũng có vị có tác dụng là nó là thanh can, đúng không, nó là thanh can, nó là dưỡng huyết an thần đó. Thì phối hợp nó có tác dụng tốt, chứ còn ví dụ như em pha với đường hóa học á thì lại không tốt, đường gluco, đường mía thì sẽ không tốt nha. Có thể phối hợp với lại artiso này, cỏ ngọt này, là những thứ tự nhiên thì nó tốt hơn. Nhưng mà cô thấy uống khớp cũng thường uống như nước trà bình thường thôi. Không biết nó quen lắm. Ủa, cô mới nói là đường mía không tốt hả cô? Đúng rồi, đường mía không có tốt. Nó không có tốt. Vậy mình là bây giờ uống đường tinh luyện hả cô? Đi sao ạ? À, đường mía là đường tinh luyện đó. Lấy đường nâu á, đường vàng á, đường cáp vàng á. Gluco nhiều quá hay sao cô? Đúng rồi. Đường gluco là đường đôi. Đường đôi, đường manto thì tốt hơn, nhưng mà cũng không phải là tốt hoàn toàn. Ha. Nói tóm lại là hạn chế sử dụng đường, nhất là những đường mà nó đã qua chế biến. Còn những cái thứ mà có vị ngọt tự nhiên thì sử dụng sẽ tốt hơn. Glucose, đường gluco, đường mía là đã được chứng minh là tăng khả năng ung thư, tăng lão hóa, tăng tiểu đường. Đường mía không có tốt. Dùng nước mía thì lại được nha. Nước mía có tác dụng bồi bổ cơ thể.
Ở lớp còn hỏi gì bài hôm nay không lớp? Rồi. Lớp không hỏi nữa thì mình nghỉ ha. Dạ, cảm ơn. Mọi người điểm danh lại hết chưa? Dạ, cảm ơn cô, mời cô. Mọi người điểm danh lại hết. Tuần sau mình kiểm tra ngày nào cô ơi? Thứ hai nha lớp. Cho thứ tư đi cô ơi, thứ tư đi. Bài nhiều quá học không hết cô ơi. Thứ tư là học thêm bài đại thao đường á. Không, mình chốt bài bài gút thôi chứ cô. Chốt đến bài gút thôi ạ. À? Dạ. Rồi xin thêm ngày học thêm được bao nhiêu là cuối tuần ở nhà tranh thủ học không? Dạ, con... Thứ hai đi học đi làm lại bao nhiêu thứ mệt bộn nó. Thứ hai nó mệt. Thứ hai mệt hả? Dạ. Nói chung tùy lớp thôi, lớp đồng ý thứ tư thì thứ tư. Ô thì ngày nào cũng được. Đó, thấy không? Rồi, nói chung tùy lớp, lớp đồng ý thì chốt nha, chứ không phải cô cho xong rồi có mấy bạn khác đi kiện nha. Mấy bạn ai không đồng ý thì mấy bạn lên tiếng nha. Ai không đồng ý thì lên tiếng nha. Còn không đồng ý là đi theo luôn á nha. Không ý kiến là sẽ chốt thứ tư luôn. Không ý kiến là đi theo luôn á. Rồi, vậy chốt thứ tư nha. Dạ, cảm ơn cô. Rồi, vậy lớp nghỉ ha. Dạ, cảm ơn cô. Bài đại thao đường. Dạ, cảm ơn cô. Rồi, chào cả.